Ok, và trao đổi qua chương này thì mình sẽ chỉ thẳng những vấn đề mà em mình cần chú ý trong cuối năm nay, tại vì nó không còn thời gian nhiều nữa rồi, đúng không ạ? Và chúng ta đã đấy, bây giờ là em mình có thể nhìn thấy rằng đó là thời gian, đúng không ạ? Nó rất là nó chạy cực kỳ nhanh luôn, đúng không ạ? Và cuộc sống nó trở nên vô thường là vì vậy, tại vì bây giờ là thời gian nó không có nhiều. Cái điều đáng tiếc của chúng ta là chúng ta không làm gì hết và chúng ta không có tập trung, chúng ta không có tập trung vào chuyên môn, chúng ta không tập trung vào trong các cái đầu tư cho chính bản thân mình và đầu tư cho cái công cuộc kiếm tiền của mình. Đấy là cái điều mà đáng tiếc, đúng không? Dù bao nhiêu dung nữa thì đi cũng nói như vậy, và tôi đã làm cái này 6 năm rồi, đúng không ạ? Tôi đã kinh doanh và tôi làm kiếm tiền online và MMO này 6 năm rồi, và anh em mình có thể nhìn thấy hệ sinh thái của admin cực kỳ lớn luôn, đúng không ạ? Đối với góc độ của anh em mình, còn đối với tôi thì nó chỉ là ở góc độ cá nhân thì mình cũng cảm thấy là ok, còn nhưng mà về cái độ chuyên nghiệp và cái độ về chiều sâu ấy thì thực tế là mình còn rất là yếu kém so với các những cái bạn khác. Thật sự là như vậy, cũng không có điều gì đáng tự hào. Tuy nhiên rằng cũng đáng tự hào ở một cái chỗ là cá nhân mình không phải là một cái dân chuyên nghiệp đó, không phải dân chuyên nghiệp, cũng không phải là cái dân 100% thái toàn thời gian, mà chỉ là kênh là một cái dân bán thời gian thôi, đúng không? Có nghĩa là làm email bán thời gian. Bán thời gian tức là sao, là admin thực tế đang là một nhân viên văn phòng đó, làm một nhân viên nhà nước thôi, và cả một cái hệ sinh thái lớn như vậy là mình xây dựng dần dần qua những buổi tối này, cho là anh em mình là tập trung đi, đúng không ạ, để kiếm tiền và muốn muốn giàu có. Mình làm kinh doanh thì nó rất là ok luôn, tại vì bên anh em mình tính là 200 ngàn một ngày, thậm chí là có anh em 300 ngàn một ngày. 300 ngàn một ngày đi là tháng 30 ngày là khoảng 9 triệu tiền lương là ổn rồi, đúng không? Và 9 triệu là cao rồi đấy đó. Và nó rất là mệt, rất là đắng. Còn đôi lúc là anh em mình đó, anh mình có thể nhìn thấy rằng đấy là một ngày thôi, đúng không ạ, doanh số, đúng không ạ, một ngày doanh số của admin thôi là nó cũng có khi, đúng không ạ, đó, là anh em mình có thể là tổng kết cái đơn là anh em có thể là thấy là một ngày doanh số của admin nhá, admin sẽ cho mình xem nhá, một cái ngách nhá, một cái ngách admin sẽ có một cái ngách ra cho anh mình xem nhá, là xem nó là như thế nào nhá, đúng không ạ? Đây em mình có thể xem, đây là cái ngách của admin làm. Đây mình sẽ share luôn cho mọi người nhé, share cho mọi người luôn. Admin sẽ copy một cái list ra, đúng không ạ, từ Excel, xuất tới Excel cho mình xem. Đây một cái ngày, một cái ngách của admin từ đầu tháng đến giờ, đúng không ạ? Đây này, anh mình có thể thấy này nhá. Đây mình copy ở đây cho anh mình dễ thấy nhá. Đấy nhá, ngày mùng 1 này, mùng 2 này, mùng 3 này, mùng 4 này, mùng 5 này, mùng 6 này, mùng 7 này, mùng 8 này, mùng 9 này, đúng không ạ? Hôm nay đúng mùng 9 ngày, đúng không ạ? 9 ngày. Và chỗ này của admin, đúng không ạ? Đây là cái ngách sử dụng nhá. Anh mình xem nhá. Tìm doanh số chứ không phải tiền lời, đúng không ạ? Tiền lời thì nó chỉ là khoảng tầm mấy chục phần trăm thôi, chứ không phải là ăn hết, đúng không ạ? Tuy nhiên là anh mình có thể nhìn thấy rằng đó là nó như thế này, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở đây nó rơi vào khoảng tầm đây. Đây anh em có thể nhìn thấy là đây là ngày, đây mình sẽ phá số lẻ đi cho mình dễ hình dung nhá. Doanh số của một ngày á, phá mấy số lẻ đi cho anh em mình sẽ hình dung ngay thôi, đúng không ạ? Và đây là cái anh mình có thể nhìn rõ không ạ? Đây là cái ngách làm drop ship ở trong cái gia dụng về admin, đúng không? 10 ngày thì là doanh số ở đây là 52 triệu rồi đó. Nên ra là bây giờ làm sao để làm được cái điều này, làm sao để đạt được một cái kết quả như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta cần sự nỗ lực rất là nhiều, và bây giờ chúng ta phải làm nhìn nhận vào thực tế luôn, đúng không ạ? Nhìn nhận vào thực tế luôn nhá. Đây chưa kể các ngách khác hoạt động thì anh mình sẽ thấy như thế nào, đúng không ạ? Đó, và như ngày hôm nay là khoảng 10 triệu doanh số này, 12 triệu doanh số này. Nó bán nó khó hay là không khó, khó hay không là do bản thân mình, đúng không? Bán hay không là do bản thân mình thôi. Đúng không? Có rất là nhiều cách kiếm tiền chứ không phải một cái cách ngách dropship này đâu. Đó, và cái mà chúng ta học được ở nhau đó là cách làm việc, rồi cách marketing, rồi cách đó. Mọi người cứ thoải mái thảo luận trao đổi, đúng không? Và có chia sẻ buổi dung như này thì chúng ta tập trung vào, đúng không? Chúng ta nghiên cứu. Bởi anh cái nào làm gì khó hết, đúng không ạ? Làm cái gì cũng có hết. Chúng ta làm giáo viên có cái nỗi khổ của giáo viên, đúng không ạ? Làm bất kể cái công việc nào đó, cũng có một cái khó khăn hết,
Nhưng mà ở trong kinh doanh thì mình phải kiếm cái sự tự do trong đó. Tự do trong đó tức là gì? Là lúc mà mình về làm ấy, tất cả những cái đó là của mình, tất cả những cái đó là làm cho mình. Và kiến thức đó là nó ngấm vào trong người bản thân mình này, nó ngấm vào trong người trong bản thân mình. Tức là sao ạ? Là em đi về nhà cảm thấy thoải mái lắm khi mà ngồi trong ghế này, bàn làm việc đúng không ạ? Bàn làm việc như thế này, nói chuyện với anh em, làm rất là nhiều thứ, làm kinh doanh, làm Shopee, làm marketplace, chạy quảng cáo đúng không ạ, là kiếm tiền MMO affiliate, làm website đúng không ạ, làm Shopee, viết blog, viết group đó, đăng bài trên fanpage, chỉnh hình ảnh, trời ơi, rất là nhiều việc. Và làm sao đúng không ạ, làm sao để có được những cái kiến thức đấy, chúng ta phải học dần dần, học từ từ đó. Và bây giờ là thông báo một cái tin cực kỳ buồn, đó là hết năm rồi đúng không ạ. Bao nhiêu anh em ở trong nhóm này có một cái thành tựu gì đấy đúng không? Tôi nghĩ rằng ở trong đây đạt độ khoảng 10% tổng số anh em ở trong nhóm này đó, cao lắm là 20% là những người ở trong cái nhóm này là gì ạ, là có cái thành tựu của năm nay, còn lại là hết năm rồi đúng không? Là chúng ta kiếm được đồng nào đúng không? Kiếm dư được 100 triệu không đúng không? Nếu mà không dư được 100 triệu thì mình có dư lượng kiến thức để đạt được 100 triệu trong năm sau không? Tôi đã chứng kiến một người 6 năm không đạt một thành tựu. Tuy nhiên cái thành tựu của người ta lớn nhất đó là về kiến thức, ok đạt cũng được. Tuy nhiên là anh em mình nghĩ lại 5 năm gần đây chúng ta đã đạt được cái gì lớn nhất? Không có kiến thức, không có cơ hội, không có mối quan hệ đã, không có sự nỗ lực. Và cứ năm này đúng không ạ, nó hết rồi là năm sau nó qua đi, rồi già đi mà chúng ta lười, chúng ta cảm thấy mọi thứ đều khó khăn và chẳng có gì trong tay. Đấy là cái điều mà nó phí phạm nhất đúng không? Đấy, đấy 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 là cái góc độ của admin mà muốn góc độ của admin muốn chia sẻ với mọi người, muốn muốn trao đổi cho mọi người thấy, nhìn nhận được và chúng ta tập trung đó 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 đó, đó. Ngay cái chỗ này thôi chúng ta nhìn thấy là chúng ta cảm thấy quý trọng thời gian hạn. Bởi vì chúng ta làm gì đây, chúng ta làm kinh doanh đúng không? Trong cái câu chuyện là trong Fori này không phải đơn thuần là chỉ làm dropshipping. Dropshipping là việc là ở đấy là có hàng, anh em mình chưa nắm được cái quy trình ấy, thì đơn giản là admin có hàng, các bạn đăng bài bán hàng, có đơn báo về cho admin qua cái fanpage của admin đúng không ạ, qua cái fanpage thế thôi. Còn là ở trong đấy có khó khăn gì, bạn ở trong nhóm Zalo nào thì trong nhóm Zalo đấy sẽ hướng dẫn mình đấy, hỏi lên trên đấy sẽ có người hướng dẫn, khó chỗ nào thì phải hỏi lên đúng không ạ. Bây giờ mình có đơn mình báo ở đây đúng không thì người ta sẽ trả lời cho bạn là đúng đúng không ạ. Rồi là bây giờ là bây giờ mình đăng bài ở đâu để bán được hàng, người ta sẽ rất là trả lời, rất là nhiều bạn ở trong đó người ta sẽ nói là đăng ở marketplace này, đăng ở group này, làm Shopee này, đúng không? Bạn có thể chạy quảng cáo này, giải quyết tất cả mọi vấn đề không phải chạy quảng cáo đúng không ạ. Quảng cáo là một trong những cách thức để ra đơn thôi đúng không? Ngay bản thân chính bản thân mình mua đấy là được một đơn hàng rồi. Tại vì nếu như mà không có Fori bán thì bạn cũng mua cái bút này chẳng hạn cũng mất 10 ngàn mua cái bút này, tôi đang lấy ví dụ. Thế bây giờ cái giá sỉ của nó chỉ có 2.000 thôi, mình chính bản thân mình mua mình đã lời được 8.000 rồi. Đấy là cái đầu tiên hãng về cái vấn đề về góc độ, tại vì giá trong này cho em mình cứ ra ngoài mua bán lẻ đi xem là nó rẻ hơn không, nếu mà rẻ hơn thì cứ mua. Còn lại là ở đây này mình làm là cả xưởng cả nhập ở hàng bên Trung Quốc tao bao về mình cũng đã làm rồi đúng không ạ, có đơn vị vận chuyển nhập rồi mình biết thừa thằng nào nó như thế nào đúng không ạ. Chứ không phải là việc ở trong đây để nói là nó khó về giá cả không thể bán được, không có chuyện đấy. Cái dây cáp hoặc là cái tai nghe nó có hai mấy nghìn thôi. Tôi nói thật bạn, nếu mà vào trong Fori á, nếu mà không vào trong Fori có những bạn đấy cả đời không biết bao giờ biết cái giá thật của sản phẩm đấy. Bạn có biết rằng đây là khi mà thời sinh sinh viên về mình không phải là gia đình giàu có gì, nhưng mà bản thân mình đó là cũng được bố mẹ ok đúng không ạ, và cho tiền ăn học và cho tiền chi tiêu rất là tốt. Và lúc đó mình cái ốp lưng thôi, mình thay cái ốp lưng điện thoại mà lúc đấy sẽ iPhone nữa đúng không ạ, là một năm chắc phải tốn tiền triệu tiền mua ốp lưng, một cái là 200 300 nghìn. Anh em nào mà mua vào các cái thời điểm mà các năm 2010 đồ đấy đúng không ạ, cái ốp lưng đúng không ạ, cực kỳ mắc luôn, 11 12 đấy, thời gian đó là cực kỳ mắc ở Sài Gòn nữa, đắt đỏ vô cùng. Anh em có thể người tưởng tượng ấy rồi là cái tai nghe 300 nghìn một cái tai nghe mà một năm mình hỏng 2 3 lần, bạn cứ hình dung như vậy đi. Nó thật cả đời nếu mà không làm dropship không bao giờ biết được cái giá thật của nó. Bây giờ cứ ra ngoài FPT, cứ ra ngoài shop xem nó chém như thế nào, nó chém rất đẹp đúng không. Còn lại về vấn đề về đổ lỗi cho giá cả cao, lúc nào cũng đổ lỗi không bán được đấy, nên là làm người kinh doanh nó mới khó như vậy.
kinh doanh khó là việc là chúng ta là người mua hàng ấy, chúng ta cầm tiền đi mua thì dễ lắm, nhưng mà chúng ta là người bán ấy, đúng không? Chúng ta thấy ở giá khác nó rẻ hơn là chúng ta lại nghĩ rằng là mình không bán được, đúng không? Thì do đấy là do cái xác định là cái quan điểm của mình. À, tức là anh em mình chỉ đi săn đồ giá rẻ thôi, còn bản thân em mình nói thật luôn là không có thời gian đi săn. Nói cam kết với các bạn luôn đấy, mình chưa bao giờ săn xanh ao cái gì hết, thích cả mua, tại vì mình không có thời gian để ngồi săn. Những người săn là những người không có nhiều thời gian, đúng không? Không có nhiều công việc, rất là rảnh, đúng không? Nên ra là có thời gian săn. Còn bản thân mình là mình thích mình mua thôi, đúng không ạ? Từ đó giờ luôn là mua thôi, chứ không có ngồi săn, không có ngồi kỳ kèo. Và tư duy kinh doanh của mình nó rất là thoải mái, nên khi mà mình tắt mình chơi với những người ấy, nó cũng thoải mái giống như mình. Ừ, cái này ok này, mua 500-700 ngàn nó cũng mua, còn lại 200-300 ngàn người ta không thèm mua. Mình quan điểm đấy là như vậy, đúng không? Còn cái việc mà mình bán là mình phải bán giá hợp lý là điều đương nhiên rồi. Đấy là cái đầu tiên là anh mình thay đổi lại cách sống mình, trong cái sống, đúng không ạ? Cái giàu nghèo nó đi từ cái phong cách sống nó đi lên. Đó, chúng ta không phải là xài sang mà chúng ta làm, mà chúng ta hiểu được, chúng ta nắm được. Anh em mình kỳ kèo sẽ gặp được người kỳ kèo, anh em mình sở lợi sẽ gặp được người sở lợi, và trong kinh doanh nó điều này nó ứng nghiệm vô cùng luôn. Ghét của nào chờ trao của ấy, người mây tầng nào gió tầng đấy. Rồi đây xem, đúng không? Có những cái đơn đấy là mình chốt rất là nhẹ nhàng, khách mua ầm ầm luôn. Có những người bán hàng không được, kỳ kèo từng đồng một, nhận được hàng kiểm tra lỗi một tí, vô vàn khó khăn cho mình biết được đấy là cuộc sống là như thế nào. Đấy nó phản ánh, đúng không ạ? Người ta nói rằng nhân quả là hiện tiền đấy. Anh em mình sống sao ấy, gặp khách y vậy. Đấy là rõ ràng đấy, không tin, đúng không ạ? Cứ nhớ mà xem. Vào kinh doanh đất liền, ông nào sở lợi rất là thoải mái thôi. Ừ, cái này giảm chị được không? Ok chị, em bán hòa luôn cũng được. Còn ông nào chắc là không được chị, còn lâu bán được hàng. Người nhìn biết rồi. Và cái người mà căng đấy là gặp những người căng. Đó, mà cứ một thời gian mình anh em mình trải nghiệm nhá, chính bản thân anh em mình trải nghiệm chứ không nói admin rằng đấy, nói linh tinh. Và bản thân đúng mình ở đây là mình cực kỳ thoải mái luôn. Và khi mà mình làm ấy, lên đó là có điện thoại không, có iPad không, có cục sạc không, có tai nghe không, trời ơi, người ta mua ầm luôn, một ngày kiếm mấy triệu luôn tiền lời luôn ấy. Đó, và mình không hề bán hàng gì hết, mình không có PR marketing mà người khác cảm thấy ok, người ta tự nói ủa một đi đâu mà xa đấy, yêu cầu mua của Quyết Đào đấy này, đúng không? Đi đâu mua làm gì đây, ủng hộ bạn đấy này, người ta tự PR mình luôn, bạn tin không ạ? Trong bàn nhậu, trong quán cà phê, trong gặp mặt 2-3 đứa ngồi nói chuyện với nhau, nó tự PR mình luôn, mình không cần PR, mình không nói bằng mình kinh doanh gì hết, người ta tự nói luôn. Đó mới là cái hay của người làm kinh doanh, thật sự là như vậy. Và bản thân mình cũng thoải mái thôi, đúng không? Chia sẻ cái gì thấy hay, chia sẻ hợp lý, người ta hiểu hết rồi, đúng không ạ? Và chúng ta bán hàng đấy là nó thực tế, nó đi vào cuộc sống như vậy. Chứ mà bây giờ làm sao lại có đơn, đúng không ạ? Cái đơn đầu tiên là chính bản thân mình, chính những người xung quanh mình, những cái mà mình cảm thấy mắt thấy tai nghe, đầu tiên là như vậy. Và từ cái tư duy này áp dụng lên trên internet, tức là sao? Ừ, trên fanpage mình cũng thoải mái, voucher hướng dẫn mình thoải mái lên, đúng không ạ? Thì bây giờ có những cái quy trình cơ bản là tập trung như thế này, đúng không ạ? Tập trung như thế này thôi là chúng ta chắc chắn là sẽ thành công trong cái thời gian tới đây. Cuối năm rồi, đúng không ạ? Nhắc lại một lần nữa là cuối năm rồi, không còn thời gian nữa. Và trong năm nay mà nếu như mà không học được một điều gì, đấy là một sự thất bại. Ok. Thứ hai nữa là không có nắm được kiến thức gì, đó là một sự thất bại thứ hai. Đó, không có bất kỳ thành tựu, không có bất kỳ một cái mối quan hệ nào, đấy là cái điều thất bại thứ ba. Rồi anh em cứ nhìn nhận nhá. Đó, và năm đấy, đây, có một số bạn ở trong năm nay, đúng không ạ? Mà năm trước trong thời gian này cũng nghe được cái buổi Zoom của admin, thì một năm trước và một năm nay admin vẫn nói những cái câu này. Tại vì các bạn có thể nhảy ra nhảy vào dự án này, nhảy ra dự án kia, có thể không thích kinh doanh, có thể là làm cái này, làm tài chính, làm bất động sản, làm cái quá gì đi chăng nữa, nhưng mà một năm sau bạn vào trong này, tôi vẫn ngồi đây và làm ở một cái hình thức khác tốt hơn, hiệu quả hơn, bán mạnh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu như người khác gặp khó khăn thì đó là khó khăn chung, và nếu như mà người ta phát triển thì tôi cũng sẽ phát triển như vậy. Cái cuộc sống này nó rất là hay, đúng không ạ? Chúng ta chơi với người, đúng không ạ, thành công chúng ta sẽ đạt được cái thành công của họ, không được 5 thì cũng phải được 4 phần, đúng không ạ? Chứ 7-8 phần là bạn phải làm rất là nhiều bằng giống như người ta. Còn nếu như mình chơi là mình có đạt được cái tư duy cũng được 3-4 là thật là tuyệt vời.
Còn nếu như mà không là chúng ta sẽ bần cùng hóa của cái xã hội này, tại vì bây giờ nó chuyển biến rất là nhanh. Thằng nào làm kinh doanh offline là chết chết dở rồi, bây giờ kinh doanh online thôi. Đấy, thậm chí là hàng xóm sát nhà nhau cũng đặt ship, bạn tin không? Đây là câu chuyện đơn giản. Bạn này ở nhà bạn quán phở ngay bên cạnh không qua đây ăn, đúng không ạ? Bảo là bâng qua cho em một tô, tại vì bên đó rất là đông người ồn ào, thì nó có phải là ship không ạ? Quán cà phê cách đó hai nhà nói chị mang qua nhà cho em chai Sting ngay chỗ này đó, đúng không ạ? Bạn không chạy qua bên đó uống, không chạy qua bên đó ăn, tại sao lại ship đến đây, đúng không? Mà có ba bước chân nên ra là nó có sự chuyển bá hóa là như thế rồi. Chúng ta không thay đổi là chúng ta đi sau, thế thôi là đơn giản, đúng không ạ? Đó, rõ ràng là như vậy, và thời cuộc đây là nó phải như thế. Ok, ok, anh em mình đồng ý không ạ? Và đã đồng ý thì chúng ta phải chiến, đúng không ạ? Comment chiến, đúng không ạ? Để chúng ta bắt đầu, đúng không ạ? Chiến đấu để chúng ta bắt đầu trong ngày hôm nay, trong buổi này, buổi chia sẻ này, đúng không ạ? À, tuyệt vời không ạ? Ok, và trong cuối năm này, đúng không ạ? Comment nào, đúng không ạ? Hay là đi ngủ hết rồi ạ? Comment ạ. Và trong cái buổi chia sẻ này thì cuối năm chúng ta tập trung vào, đúng không ạ? Xác định, đúng không ạ? Xác định sản phẩm nhanh chóng để bắt tay. Có những cái mà vấn đề xác định sản phẩm là gì? Sản phẩm nào cũng được. Từ một, đúng không ạ? Một mét sản phẩm. Đúng không ạ? Anh em comment đi, đúng không ạ? Một mét sản phẩm nhá, đúng không ạ? Và gì ạ? Lựa trong cái mét đấy, lựa cho từng cho mình 1 đến 5 sản phẩm. Đúng không ạ? Có thể bán được cho rất là nhiều người. Và cái mục tiêu xác định sản phẩm này không phải việc là mình sẽ bán hàng. Cái đầu tiên đấy, đúng không ạ? Là có kinh nghiệm. Cái đầu tiên trong cái việc của kinh doanh là có kinh nghiệm. Tôi xác định một cái sản phẩm đầu tiên mà trong quá trình mà tôi làm kinh doanh đấy, đúng không ạ? Trước khi ấy, mà còn thời sinh viên ấy, còn ở nhà đấy, là tôi buôn hoa, từ Tết đến ấy, là xuân về là mình đi buôn hoa. Đó, rồi là mình đi đi 20 tháng 10 ấy, có cái gọi là cũng mình cũng gọi là có cái mắt thẩm mỹ rồi, cũng có năng khiếu, đúng không ạ? Cũng đa năng, đúng không ạ? Đó, và cũng rất là bươn trải luôn, đúng không ạ? Và đấy, và bó ý bó hoa, và mình xác định cái sản phẩm đấy, đây hết mình, đúng không ạ? Đấy, và đây là Tết, đúng không ạ? Đó, thời Tết mà nó hay đi cùng với là cái ngày Valentine đó, đúng không ạ? Đó, và mình bán dơn này ở Đà Lạt mà, đúng không ạ? Đấy, hoa, đúng không ạ? Có hoa là bá đạo luôn, đúng không ạ? Tặng rất là nhiều, đúng không ạ? Em rồi anh em đến ủng hộ rất là ok luôn, và mình xác định là kinh doanh từ sớm rồi. Và cái kinh doanh mình không xác định là nó sẽ thành công hay thất bại, đam mê chứ nào, đúng không? Nên xác định kinh doanh không phải là kinh doanh ngày hôm nay thành công, năm nay làm ấy, năm sau thành công, đúng không ạ? Chứ không phải là gì ạ, là phải bán được hàng. Ông không bán được thì ông sẽ có kinh nghiệm, trong kinh nghiệm gì ạ, ông sẽ hiểu được là bán hàng làm sao, bán hàng nó khó như thế nào, bán hàng khó hay không. Đấy, ông phải được, mình nghĩ như vậy, đúng không ạ? Ở trong đây tôi biết rằng là toàn dân không chuyên, đúng không ạ? Toàn dân không chuyên. À, chứ không phải là cái dân mà dân là chuyên, toàn là dân tay ngang thôi. Ở trong đây thì mình tin chắc là như thế, đúng không ạ? Đó, nên thành ra là chúng ta phải thực tế bán hàng khó hay không, đúng không ạ? Chúng ta phải làm gì để bán được bán hàng, làm gì để bán được hàng trên internet, làm được gì để bán được hàng trên internet, làm gì, đúng không? Làm ảnh như thế nào, đúng không? Làm copy như thế nào, đúng không? Làm content như thế nào, bài viết như thế nào, tôi target ở chỗ nào, đúng không ạ? Tư vấn ở đâu, đúng không ạ? Có cứ làm chương trình khuyến mãi hay không, chương trình, đúng không ạ? Chương trình kinh doanh như thế nào, kế hoạch kinh doanh như thế nào, đúng không ạ? Vốn ra làm sao, đúng không ạ? Lời lãi thế nào, đúng không ạ? Và ngay chỗ này không ai bài bản hết, đúng không ạ? Chỉ có cuộc đời này, đúng không ạ, khi mà bạn bước chân vào làm nó mới bài bản thôi. Chứ mà cái chỗ xác định sản phẩm chỗ này là không phải xác định là sẽ thành công. Nếu mà xác định thành công thì tôi nói thật sự luôn là tất cả chúng ta đã thành công hết rồi, trước khi mà có admin mà cũng không ngồi ở chỗ này để nghe tôi nói. Tôi phải xác định là như vậy. Ok. Và xác định trong sản phẩm từ 1 đến 5 sản phẩm chủ lực nhá. Cầm nó marketing, đúng không ạ? Kênh marketing, đúng không ạ? Bây giờ không có thời gian nữa đâu, đúng không ạ? Kênh marketing, và bây giờ là làm cho năm sau. Nó rõ ràng là như vậy luôn. Còn lại mở trong admin cho nó rằng là làm để cuối năm nay các bạn thành công ấy, thì nó đang hơi xạo, đúng không ạ? À, khó lắm, nhưng mà cố gắng mới được. Cố gắng thì bây giờ là tháng 9 à, tháng 10, tháng 11, tháng 12, đúng không ạ? Là đêm thêm một tháng nữa là tháng 8. Năm nay là tháng 8 âm lịch, sắp đến dòng trung thu rồi à, năm nay thì không có nhuận thì rơi vào hơn 3 tháng nữa.
thì chúng ta xác định là thôi là hết năm rồi, năm nay là xu thế chung đó, và thằng nào cũng thất bại chung rồi, thì bây giờ mình cũng thất bại là cũng điều bình thường, ok an ủi nhau một tí. Chứ thực tế là năm nay rảnh quá trời, bạn không học được là thật sự là quá dở, đúng không ạ? Quá dở, chẳng qua chúng ta lớn rồi, chứ nếu như mà chúng ta nhỏ là thầy cô á, đúng không ạ? Hay là bố mẹ là chửi sấp mặt rồi, đúng không ạ? Là không có làm được một cái gì hết, đúng không? Đâu làm được gì đâu, cũng không học gì, cũng chẳng biết gì để làm hết, không nghiên cứu trên Internet, đúng không ạ? Nếu mà nghiên cứu trên Internet nhiều là sẽ gặp admin sớm từ tháng 2, tháng 3, tháng 2, tháng 3 mà làm đến bây giờ là đơn khủng khiếp rồi, đúng không ạ? Có những bạn kiếm 5-70 triệu rồi, 100 triệu rồi, tiền trăm triệu rồi, tiền trăm tiền chục rồi, chứ không phải là tiền vài triệu nữa. Chiếu nữa nó có thời gian nữa thì nghe ở trong đây có Phượng không ạ, có Duy không ạ, bán biết bao nhiêu đơn rồi, từ đầu năm đến giờ. Và năm nay nếu như mà không có cái đó thì thật sự là không có nguồn thu đấy, đúng không? 20 triệu nó có to không ạ? Có thể là trong một cái năm bình thường nó không to, nhưng mà năm nay nó to ạ, nó to như núi luôn, đúng không ạ? Không có tiền là chết thôi, và cứ đồng nào mình thêm thắt được đồng đấy, đúng không? Lương 5 triệu, bây giờ thêm được 2 triệu là có 7 triệu chứ. Không ai cho, không ai cái gì, không ai tự nhiên đẻ ra để cho mình 2-3 triệu. Đấy là cái câu chuyện thực tế. Và từ cái suy nghĩ đấy mà tôi là kinh doanh, tôi làm việc rất là sớm, đúng không? Chứ không có lệ thuộc vào trong cái đồng lương, không có lệ thuộc vào trong một ai cả. Lương có thể bị ngày mai mình bị sao thải, mình bị đuổi việc, thằng khác nó giỏi hơn, con khác nó xinh hơn, đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình còn trẻ, mình còn việc 3-4 năm nữa là mình sồ sề ra 3-4 con rồi, mẹ sếp nó không thích nó đuổi, đúng không ạ? Rồi là 3-4 năm nữa là mấy thằng sinh viên, đúng không ạ, nó về nó giỏi hơn, trình độ cao hơn, là mình sa thải, thế thôi, đúng không ạ? Rõ ràng nó phải trực quan như vậy, mà chúng ta không học là chết đấy. Và học cũng không bao giờ là trễ cả. Chị Chi ở trong cái buổi chia sẻ này đã cũng 40 tuổi, đúng không ạ? Nên anh em, mà một số anh em là 27, 28, 37, rất nhiều, không có gì ngại hết, đúng không ạ? Nên 32, 34 không có làm là chết rồi, đúng không ạ? Và marketing xác định trong sản phẩm rồi, cái gì cũng được, bán gì cũng được, xác định cái sản phẩm, đúng không ạ? Nếu mà xác định nghe phụ kiện thì chọn tai nghe đáp giảm, thế thôi, không có chọn lan man, ông tập trung cái đấy cho admin. Nếu mà chọn nghe thời trang thì là tập trung vào là áo thun hay là áo khoác, 2-3 sản phẩm thôi. Nếu mà bán là mỹ phẩm, bán son hay là bán mặt nạ hay là bán tẩy trang, chỉ thế thôi, không có làm gì làm nhiều. Đấy, nên nhớ là một cái thằng mà nó gọi là công ty nó tỷ đô, đúng không ạ? Nó là cả một cả thế giới người ta biết nó. Đây là cái thằng mà admin là nhất là thần tượng nó luôn, đúng không ạ? Là cái thằng này, đúng không ạ? Là thằng đẳng cấp nhất, đúng không ạ? Trên cuộc đời này luôn, đúng không ạ? Bắt biết là nào ạ? Đây, công ty tỷ đô nó bán 130 năm, đúng không ạ? Đây, từ năm 1886 đến nay là nó hơn 134 năm rồi. 135 năm rồi, nó bán đúng một cái loại nước ngọt này, nó thành công một cái công ty tỷ đô toàn cầu. Thằng nào cũng biết, đúng không ạ? Với câu chuyện này là câu chuyện khởi nghiệp, câu chuyện mà nguồn cảm hứng sâu sắc cho admin luôn á. Nó bán chừng này nó thành công mẹ rồi, mình bán làm gì mà nhiều. Không cần phải bán nhiều đấy, ông bảo là sao ngách ít thế. Một sản phẩm nó bán cả hơn 100 năm. Đúng không ạ? Hết đó nó có những gì ạ? 500 sản phẩm ông nói rằng đấy là gì ạ? 500 sản phẩm ông nói rằng là ít thế, ông ít bán thế nào được, đúng không ạ? Cả họ nhà ông bán luôn cũng không thể hết được cái số lượng đấy. Có nghĩa là một sản phẩm đó là bán được cho rất là nhiều người. Xác định cái sản phẩm nào trong cái ngách đó, xác định như vậy, bán được rất là nhiều người, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cho rất nhiều người, câu chuyện tiêu chí là như thế thôi, đúng không ạ? Và không phân biệt thế, đúng không ạ? Bán được cho nhiều người là ok, tập trung marketing. Tập trung đầu tiên là về Facebook, đúng không ạ? Marketing, đúng không ạ? Và trong Facebook marketing này thì chúng ta lựa chọn cái gì để chúng ta tập trung ạ? Đầu tiên là group Facebook. Trong đây rất là nhiều khách hàng hay bán ở trong này, và có được một khách hàng ở trên group người ta mua đi. Group là tức là gì? Là cái hội nhóm đấy, hội nhóm đấy, hội nhóm trên internet đấy. Và bây giờ bán hội nhóm nào thì tìm từ khóa như thế nào? Là mua bán cộng với tên tỉnh, đúng không ạ? Như là Huế hay là Đà Nẵng, đúng không ạ? Ông nào không tin đấy, bây giờ tôi với ông làm cái cuộc như thế này. Tôi bán phụ kiện điện thoại, ông có thể target tất cả một cái tỉnh nào, đúng không ạ? Bởi vì như là bạn ở ngoài Hà Tây chẳng hạn, bạn muốn, đây tôi đang ở Ninh Thuận, bạn muốn này đi bán một cái sản phẩm nào đó cho một ông nào ở Cà Mau, tôi bán được qua hội nhóm, đúng không ạ? Nếu như mà tôi không kiếm được một khách hàng ở Cà Mau mua cái sản phẩm tôi ấy, tôi mất bạn 1 triệu. Nếu như mà tôi bán được cái sản phẩm nào á,
ở đúng nước tỉnh mà bạn mong muốn, đúng ạ, và gọi điện xác nhận có chứng minh nhân dân thì bạn lại gì ạ, đó, bạn chỉ cần trả tôi 500.000 thôi. Đấy, chơi không ạ? Nếu mà chơi mình chiến ngay lập tức luôn, target được bất cứ thứ gì ở trên này luôn, không cần phải tốn một đồng nào về marketing, chạy quảng cáo hết, group đỉnh cao. Và tôi thành công mà tôi làm được đến bây giờ là nhờ group. Và anh em mình thấy được cái buổi chia sẻ này, thấy được cái livestream, thấy được cái buổi Zoom này, đúng không ạ, là từ group. Mà bán hàng trên group là bán hàng lợi hại khủng khiếp, đúng không ạ, do chúng ta không bán không ra không được, đúng không? Tiếp theo đó là Facebook, đúng không ạ? Facebook cá nhân ông đăng lên cho anh Bin nói là hiện tại bây giờ là tôi đang kinh doanh cái sản phẩm đó, anh em họ hàng cô gì chú bác bạn bè Facebook ai mà có gì ủng hộ thì ủng hộ mình nhé, nói một câu như vậy thôi, ngay có đơn liền. Làm sao mà không có đơn được? Facebook sinh ra là để phục vụ cuộc sống của con người chứ không phải là mình để mình tôn thờ nó. Và cái Facebook này nó không tạo nên danh dự của con người, đúng không ạ? Nghề nào cũng là nghề, đúng không ạ? Lao công, quét đường, nhặt rác, đó là cũng là nghề. Không ăn trộm, ăn cướp là tuyệt vời. Và biết được sử dụng Facebook, biết 4.0 mà không sử dụng nó mà bị lệ thuộc vào nó, đấy là dở, cực kỳ dở, đúng không? Đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy. Nên ông nào quan điểm nào đấy hãy từ bỏ suy nghĩ đấy. Bản thân admin thật sự luôn ở trong đây là một trong những người, đúng không ạ, rất là ok luôn ở trong xã hội luôn, đúng không ạ, nhân viên văn phòng, đúng không ạ, làm nhà nước quyền không có to thôi nhưng mà, đúng không ạ, cũng gọi là cũng gọi là gì ạ, cũng gọi là được của nó ấy, không phải đơn giản đâu, đúng không ạ. Vẫn sử dụng Facebook nó sinh ra là phục vụ việc của mình, đúng không ạ, còn lại ai nói gì kệ nó, tôi không quan tâm, đúng không ạ, cuộc sống của tôi mà thích thì là bạn không thì thôi, ao, đúng không ạ? Sau này là mình, đúng không ạ, mình đăng rất là nhiều về cái con đường của mình, còn trước đây là mình để bán hàng, đúng không ạ, trước đây để mình bán hàng, đúng không ạ, trước đây mình để mình bán hàng đấy, đúng không, iPhone 11 này to lên này đấy, bán được iPhone 11 chẳng bao nhiêu bạn bè là những người ủng hộ mình, đúng không ạ, đấy người ta hỏi, đúng không ạ, đấy người ta hỏi chứ không có ai khác. Còn bạn không thích đấy là việc của bạn, nhưng mà nếu bạn không thích thì thôi dẹp, đừng xem Zoom nữa, đừng làm gì nữa. Hãy nhớ một cái cách nào đó để mình kiếm được nhiều tiền thôi mà không cần. Nhưng mà cái quan điểm là bây giờ mình làm mình thể hiện thôi. Bạn không phải là gì ạ? Không phải là người bị cấm chơi Facebook thì cứ thế mà triển khai chẳng sai gì hết. Đúng không ạ? Chẳng sai gì hết ở đây. Còn Facebook ở trong này nó rất là thoải mái và nó tạo cho mình một cái thương hiệu và mình tự tin rằng là tôi đang kinh doanh như vậy đấy. Đó thì kệ ông, đúng không ạ? Đấy. Thì đấy, đấy anh em có thể nhìn thấy những năm trước là anh mình thành công từ đây. Tôi nói thật sự các bạn luôn, tôi mở 3-4 cái shop là từ Facebook, từ group, chứ không phải là cái gì, tại vì online mà niềm đam mê, đúng không ạ, niềm đam mê đấy, kinh doanh có mở shop luôn, đúng không ạ, 3 shop luôn chứ không phải một đâu ạ. Đấy, và chúng ta thoải mái thôi, đúng không, đấy thoải mái luôn, đúng không ạ. Tiếng lúc ấy là kinh doanh 3-4 năm trước thì mình đã doanh thu cả tháng vài trăm triệu rồi á, đúng không ạ, rất là tuyệt vời đó. Thì đấy là Facebook cá nhân, sử dụng đi, đúng không ạ, nói lên một tiếng thôi, đúng không ạ, marketing đi, đúng không ạ? Học marketing mà chẳng biết bao giờ PR, đúng không ạ, phi thực tế, ảo tưởng hết, đúng không. Tiếp theo một kênh nữa là kênh marketplace, đúng không? Marketplace đăng một ngày, đúng không ạ? Marketplace là gì? Lên Google search, lên YouTube, đúng không ạ? Kiếm for center vào trong đó hướng dẫn đăng marketplace, ok, chỉ rất là bài bản, đúng không ạ? Còn ở trong buổi này không hướng dẫn về marketplace là gì nữa, ông không biết lên trên đó kiếm có hết rồi, đúng không ạ? Quá nhiều thứ rồi. Đó, marketplace đăng một ngày 20-30 bài, đúng không ạ? Trên một nick, chăm chỉ có thời gian nữa đấy, thay vì gì ạ? Sân si, đúng không ạ? Thay vì nhảm nhí đi thì cố gắng đăng thêm 5 bài nữa, cố gắng thêm một nick nữa, đúng không ạ, cố gắng đăng thêm một vài sản phẩm nữa, cảm ơn, đúng không ạ, tôi năn nỉ cầu xin mọi người luôn, tại vì bản thân tôi là như vậy, hơn một năm trước, thật sự luôn, không phải một năm trước, sorry, đúng không ạ, 3 năm trước, khi mà mình làm kinh doanh, ngủ không được, cầm điện thoại lên, đúng không ạ, đăng một bài về bán hàng, đó, ngủ không được, đăng một bài lên trên group Facebook, đó, nghỉ ngủ không được, đúng không ạ, ngủ không được, đó, không làm chung, không tập trung được thì đăng một cái, đúng không ạ, đó, một cái tai nghe, một cái cáp sạc, đó, một cái bất kỳ, tại vì ngày mai sẽ có người mua, ngày hôm nay người ta không mua nhưng ngày mai người ta sẽ có người mua,
đúng không ạ? Ngày nay người ta chưa để ý, nhưng mà ngày mai người ta sẽ để ý, ngày mốt người ta sẽ mua của mình. Còn ngày hôm nay mình không đưa lên trên internet, ngày mai chúng ta sẽ không có ai biết được mình, rõ ràng không ạ? Rõ ràng là như vậy, đúng không ạ? Và ngay kể cả cái ngày hôm đó mà tôi không có đưa cái link của tôi ở trên đâu đó trên internet này, bạn hỏi lý do tại sao bạn được add vào trong này, tôi dám cá 100% á, là gì ạ? Ở trong Fori là không có spam, ở trong Fori là gì ạ? Không có việc là bạn tự nhiên bị vào đây, tôi xin lỗi bạn, đúng không ạ? Không có chuyện bạn vào đây, đúng không ạ? Bạn nhìn, đúng không ạ? Việc ngách về trang sức, bạn nhìn, đúng không ạ? Bạn nhìn cái số lượng này, bạn có thể nhìn thấy nhá, kéo ra đây cho bạn nhìn cho nó rõ này, bạn thấy không ạ? Mình không có ép bạn vào đây, bạn phải nhìn ở bên này. Tôi chỉ sợ đây, tôi sẽ chụp màn hình cho bạn nhìn thấy cho rõ ở chính diện cái màn hình. Anh em có thể nhìn thấy lờ mờ đấy, đúng không ạ? Thấy rõ luôn cái mờ cái gì nữa. Đây ạ. Đây. Mở ra, thấy không ạ? Thấy rõ không ạ? Đây này ạ. 1149 người muốn tham gia cái nhóm này. Nó tự tham gia, mình không có ép vào trong này để cho đầy lên. Nên ra tất cả các bạn ở trong này tôi không có tôi làm gì biết Zalo của bạn mới ép vào, đúng không? Chỉ các bạn xin vào thôi chứ tôi đâu có rảnh để ép. Đó là lý do đó, đúng không ạ? Nếu như mà một ngày hôm đó, đúng không ạ, tối hôm đó, sáng hôm đó, trưa hôm đó, à, trong lúc rảnh đó tôi không đưa cái link này này, đúng không ạ? Trong đây có cái nhóm, có cái link, đúng không ạ? Đây cái link này, đúng không ạ? Không đưa cái link này lên đâu đó trên mạng, đâu đó lên trên internet, bạn có cơ hội vào trong đây để nghe nói chuyện không ạ? Chắc chắn là không, chưa bao giờ. Nên ra là nếu mà dạy đăng một bài lên thì chắc chắn là sẽ có tiền đấy, đúng không ạ? Và tiền hay không là trong bàn tay mình này, cầm điện thoại smartphone, cầm laptop, cầm MacBook, cầm iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, đúng không ạ? Trời ơi, cầm những cái sản phẩm công nghệ siêu phẩm, không kiếm được tiền đấy thì nên cầm cục gạch. Ở đây admin đang dư khoảng tầm 100 cái cục gạch, 200.000 một cái, đúng không? Free ship cho bạn nhá, bán mẹ cái điện thoại smartphone đi, không để làm gì hết. Tại vì sao ạ? Nó phí lắm. Thật sự là như vậy, đúng không ạ? Nghe nó hơi chạnh lòng nhưng mà nó đúng thật là nó phí thật sự, đúng không ạ? Bán cha đi cho rồi, đúng không ạ? Bán quách đi chứ bây giờ cầm làm gì cho nó nhục ra, đúng không ạ? Cầm chẳng để làm gì hết, có hay làm gì, tại vì không kiếm được tiền, đơn giản là như thế thôi. Còn đã cầm trong tay những cái sản phẩm công nghệ đấy, làm ơn hãy kiếm được tiền trên internet. Một trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, là bây giờ mình nghĩ mình kiếm một cái nghề nào đó trên internet để mình kiếm được tiền. Mình kiếm một cái gì đấy mình không thể hiểu được là tại sao người ta kiếm được tiền nhiều như vậy. Tôi nói thật sự luôn, đó là biết bao nhiêu năm mình ngồi mình mày mò, mình nghiên cứu, mình mới hiểu ra được là đến khi mà để kiếm được tiền đó là cần rất là nhiều, đúng không ạ? Biết bao nhiêu năm trước lúc đó là mình đã sử dụng điện thoại, đúng không ạ? Sử dụng Facebook của mình, đúng không ạ? Để đăng bán hàng, đúng không? Còn bạn đang sử dụng làm gì, đúng không? Còn sử dụng Facebook của bạn làm gì? Tôi không biết, đúng không ạ? Mình đã bán được, kiếm được rất là nhiều tiền từ nhiều năm trước rồi. Còn anh em mình làm gì? Đúng không? Tại sao không? Tại sao người khác làm được? Tại sao mình không? Tại vì sao? Đúng không ạ? Đây là cái đơn sỉ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đơn sỉ rất là lâu rồi. Đã bán được rồi. Những cái đơn sỉ như này, tôi nói thật sự là anh em mình đã không có những cái đơn sỉ luôn đấy. Đúng không? Chứ không phải là gì nữa. Đúng không ạ? Và bây giờ là trên gì ạ? Internet nó đầy đầy những cái kênh, đúng không ạ? Tiếp theo là tập trung vào Shopee, cho mình tập trung vào Shopee, học cái cách làm cái hình ảnh, làm cái content, làm cái bài viết, tập trung thật là nhiều vào trong đó. Còn bây giờ nó không còn thời gian nữa, mà chúng ta chắc chắn là năm nay mà chúng ta làm, chúng ta đầu tư vào trong dropship hay là làm đầu tư về marketing, bất kể cái vấn đề sản phẩm nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng khó để thành công trong năm nay, tại vì nó còn 4 tháng nữa hết năm rồi, đúng không ạ? Chưa đến 4 tháng nữa, còn 3 tháng rưỡi nữa thì bây giờ ông xây dựng, ông làm các kiểu đi thì đến cuối năm ông có đơn thì rõ ràng đến năm sau ông phát triển rồi. Nhưng mà nếu như mà năm nay ông không tập trung, ông không làm gì cả thì thật sự luôn là đấy là điều lại mất một năm nữa, và năm sau lại bận quá, lại nhiều việc quá, rồi chúng ta lại ok đi theo cái công việc của mình và không bao giờ mình học kinh doanh, mình không học marketing, không bao giờ mình có được cái kiến thức. Đấy là điều rất là đáng tiếc thật sự, đúng không? Rồi tiền lương đó, và cái tiền mà từ kinh doanh, từ marketing, từ tất cả mọi thứ nó như thế nào, em nhìn nãy giờ phân tích rất là nhiều rồi. Đây là những kênh mà nó rất là dễ làm, free hết nhé, không có bất kỳ một cái gì để trả phí ở chỗ này, tất cả những kênh này đều miễn phí. Ok, nếu mà rảnh nữa thì làm ra một cái kênh TikTok, đúng không ạ? Chia sẻ về cái cuộc hành trình của bạn làm marketing như thế nào, đúng không ạ? Làm kinh doanh như thế nào, kiếm được đơn đầu tiên từ dropship như thế nào, để gì ạ? Để
cộng đồng người ta nhìn thấy, anh em người ta nhìn thấy, người ta học hỏi, người ta inbox bạn đến khi nào đó bạn trở thành một cái gì đấy, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Trở thành một cái người mà ra được đơn, ra được kết quả thì người ta sẽ học hỏi bạn, người ta sẽ hỏi han bạn và bạn trở thành leader, bạn là trưởng nhóm, bạn là người bán được nhiều sản phẩm rồi, bạn có thể là mở shop chẳng hạn, đúng không ạ? Sau đó bạn hướng dẫn lại những cộng tác viên của mình, những đội nhóm của mình, đúng không? Để gì ạ? Để người ta bán hàng cùng với mình, cũng như giống như admin trong thời điểm này. Nó là rõ ràng hơn, và những kênh này nên làm, đúng không ạ? Còn còn những cái mà việc mà chúng ta, bạn nào tiềm năng có nhân tố ấy, chạy để chạy quảng cáo được thì chúng ta tập trung. Nếu mà tính ra đòn bẩy là phải hai, đúng không ạ? Tức là một lời một thì mình chạy quảng cáo, đúng không ạ? Và tỷ lệ lãi là phải một đơn ít nhất là 150.000 hoặc 100.000, đúng không ạ? Trừ tiền tiền chạy quảng cáo một đơn khoảng tầm 50 là bèo đấy, hoặc là 70 ra thì mình vẫn còn lãi thì mình chiếm được, còn không thì thôi dẹp để làm free traffic. Làm free traffic tức là sau khi ấy, mà chúng ta đã có những cái hệ thống kênh như này rồi, đăng vào trong đấy là chắc chắn là bán được hàng rồi, sau đó là có dần dần có thương hiệu, đúng không ạ? Dần dần có thương hiệu thì bắt đầu là có được những cái chuyển đổi tiếp theo từ việc mà giới thiệu từ khách hàng cũ. Đấy là điều rất là tuyệt vời, giới thiệu khách hàng cũ. Và trong cái kinh doanh thì chú ý những vấn đề về chiến lược. Để chiến lược tức là chúng ta đừng đừng mong lãi cao ngay đâu, ngay đầu tiên, ngay đầu bạn có tin không, là admin đã, trong những cái ngách đầu tiên, ngách đầu là gần như là không lợi nhuận, không lợi nhuận, có lợi nhuận nhưng mà nó chi vào trong tiền chi phí là hòa. Sau đó để có một cái lượng data khách hàng rồi ấy, chúng ta bắt đầu có lợi nhỏ, có lợi nhỏ. Còn là bây giờ anh em mình vào là muốn lợi cao, muốn lợi thật là cao, thằng nào chẳng thích lời cao, nhưng mà lời cao không được, tại vì có những thằng nó không lợi nhuận thì chắc chắn là không thể làm lời cao được, và nó bán lời cao không lợi nhuận ở trên Facebook Shopee chẳng hạn, nhưng mà những cái sản phẩm sau nó sẽ bán có lời, chắc chắn là như vậy. Và chúng ta không suy nghĩ được cái điều này ấy, thì chúng ta khó để thành công, rất là khó để cạnh tranh. Bắt đầu có lợi nhỏ, và khi mà cộng đồng khách hàng tiềm năng của mình lớn hơn ấy, thì bắt đầu lợi lớn hơn, lợi to, đúng không ạ? Đó, và đây là chiến lược. Và muốn làm được cái này thì chúng ta hãy tập trung mạnh dạn vào free ship đi, đúng không ạ? Giảm giá đi, giảm giá đi, tặng quà đi, đúng không ạ? Tặng quà đi, đúng không ạ? Mua cái này bán cái kia đi, chứ đừng có ăn cả, đúng không? Không bán được đâu, đúng không ạ? Và thể hiện nó, thể hiện tất cả những điều này bằng gì ạ? Thể hiện nó gì ạ? Bằng hành động. Thể hiện nó bằng hành động là tức là sao? Bây giờ đây là tư duy, đúng không ạ? Đây là cái tư duy, là chiến lược, đây là cái ai nói người ta cũng làm được, đúng không ạ? Thằng nào cũng làm được hết đó. Nhưng bây giờ nói rằng anh yêu em lắm, đúng không ạ? Anh là chết vì em được. Nhưng bây giờ ông hành động như thế nào? Ông có hành động chết vì người ta không? Ông có hành động là anh, ông thể hiện là cái điều gì, đúng không? Chứ không mà ông cứ nói như thế này thì nó rất là xàm và nó không có thực tế. Mà bây giờ ông thể hiện, đúng không ạ? Hãy truyền đạt nó, phương thức truyền đạt, đúng không ạ? Hãy tập trung nó là gì ạ? Ông nói ông giảm giá ở trong content, đúng không ạ? Content của ông phải thể hiện cái điều này, giảm giá thật, đúng không ạ? Ông nói rằng ông tặng quà thì ông phải thể hiện bằng hình ảnh thật sự, hình ảnh, đúng không ạ? Truyền đạt. Ông nói rằng là ông free ship, đúng không ạ? Thì ông phải gì ạ? Ghi luôn, đúng không ạ? Ghi luôn, đúng không ạ? Lên trên hình ảnh, trên sản phẩm. Sao? Tức là ông phải truyền đạt, đúng không ạ? Ông nói rằng đấy là ông có cái chương trình hấp dẫn thoải mái, đúng không ạ? Kích cầu lắm thì ông hãy truyền đạt lại, thể hiện nó bằng video, video, đúng không ạ? Tức là làm video review này, làm hình ảnh để thể hiện những cái chiến lược giảm giá của mình này, làm lại, đúng không ạ? Cái content này, đúng không ạ? Và làm như thế nào? Ông có fanpage, đúng không ạ? Một kênh ở trên này nữa, free traffic đó là fanpage, rất là tuyệt vời. Và group này, Facebook cá nhân, đúng không? Group này, Facebook cá nhân này, Marketplace này, fanpage này, Shopee, TikTok, đây là một hệ thống kênh rất là tuyệt vời để chúng ta làm ngay lập tức, và nó miễn phí, đúng không? Đăng ký chỉ bằng một số điện thoại, một cái email là đăng ký được hết rồi, đúng không? Và miễn phí, mà có một cái smartphone là chiến tới cùng rồi, đúng không ạ? Chiến khô máu luôn. Và đã nói rồi, đúng không ạ? Có thời gian rảnh, có thời gian rảnh thì hãy đăng một ngày như thế này này, đúng không ạ? Đó, một ngày đăng thêm nhiều clip lên, đăng nhiều sản phẩm lên, làm thêm nhiều hình ảnh lên và up lên trên internet, đăng lên trên internet thì một ngày nào đó bán được hàng đều đương nhiên, bán được rất là nhiều hàng, mà tôi bán bao nhiêu năm qua cứ chỉ như thế, đúng không? Còn lại cái giá trị gia tăng là chạy quảng cáo, giá trị gia tăng là phải thế này phải thế kia, thì xin thưa rằng đấy, phải có lời thì mình có tiền chạy quảng cáo,
thật sự là như vậy, chứ không là ông chạy quảng cáo ông lỗ vào đấy thì làm sao mà bù đắp qua được, đúng không ạ? Thì đó là phi, đúng không ạ? Phi thực tế nó rất là ảo tưởng, đúng không? Ông truyền đạt như thế này, đúng không ạ? Ông làm hình ảnh, ông làm shopping, ông phải thể hiện, đúng không? Ông giảm giá thì ông phải thể hiện là giá nó giảm thật sự, đúng không? Hay là giảm như thế nào, đúng không? Chứ bây giờ ấy là mình bán, mình không làm gì hết, đúng không ạ? Mình không làm gì thì bây giờ làm sao được? Bạn có thể nhìn thấy cái sản phẩm, đúng không ạ? Cái sản phẩm này mình, đúng không ạ? Cái kích, đúng không ạ? Cái ảnh này, bạn nhìn thấy cái ảnh của nó như thế nào, đúng không ạ? Cái ảnh nó như thế nào? Đấy, bạn có thể nhìn thấy rằng đấy là các cái hình ảnh ở trong đây, cái shop của mình, đúng không? Ông bảo là ông giảm giá thì ông phải thể hiện lên trên này, ông free ship, ông nói là ông nhiệt tình, ông thể hiện trên cái hình ảnh là ông rất là nhiệt tình. Đó, có sao ông trình bày lại cho người ta biết qua cái hình ảnh, qua cái content, đúng không ạ? Thì người khác biết, người khác mới mua được. Đấy là cái điều mà nó rất là thực tế, đúng không ạ? Nó thực tế đến chân thực, nó rất là bình thường luôn. Ok, ông bảo ông free ship cũng thể hiện lên, ông làm cái ảnh nó thật là đẹp. Chứ đây là cái ảnh thường này, cái ảnh này là cái ảnh nhà cung cấp cho này. À, cái ảnh ở trong đây là cái ảnh nhà cung cấp cho này, người ta chỉ cho thế này thôi. À, người ta chỉ cho thế này thôi. Làm gì nó có cái hình ảnh như thế này thì ông phải truyền đạt, ông phải học cái này, đúng không ạ? Ông phải học làm một cái ảnh như thế này, đúng không ạ? Làm gì có cái Shopee sẵn để có, xin lỗi ông có cóp được cái Shopee này, ông có thể nhìn thấy Shopee là ở tổng kho giao dụng official như thế này. Ông kiếm được Shopee, ông copy ra thì chưa chắc ông đã thành công, đã được bán được hàng. Tại vì sao ạ? Shopee này nó cũng rất là thông minh rồi, nó rất là thông minh, nó đã hiểu được là mày cóp là sẽ không bao giờ đưa cho mày lên đề xuất rồi, nên nó sẽ biết được điều đấy. AI nó rất là thông minh, đúng không ạ? Để nó hạn chế cái việc mà nhân bản rồi, đúng không? Nên ra phải bỏ chất xám để mình làm một cái bộ ảnh cho mình, một cái kênh của mình, một cái vấn đề của mình, và mình học cái cách này, đúng không ạ? Tập trung cái cách này, ông thể hiện ở trên fanpage, ông thể hiện trên group, đúng không ạ? Ông có group ở trên đó, ông tạo ông có các group, ông đăng bài, ông bán sản phẩm của ông lên. Đây ví dụ như này, đúng không? Trên nhóm này, đó, ông đăng bán sản phẩm của ông lên để về gì ạ? Về thời trang của ông, đó, ông đăng về đấy. Ông đăng sản phẩm của ông lên, người khác người ta nhìn thấy, người ta inbox, đúng không ạ? Người ta mua hàng của mình, thế thôi, đúng không? Và làm sao để người ta bán được hàng thì mình thể hiện ra là mình giảm giá thật là tốt này, mình giảm giá thế này thế nọ vào đấy, đúng không ạ? Để người ta inbox, người ta thu hút mình, đúng không ạ? Người ta muốn mua sản phẩm của mình, thế thôi. Và như vậy, đấy, là cái câu chuyện kinh doanh, cái câu chuyện làm cuối năm nay, đúng không ạ? Nó chỉ là như vậy, xác định một sản phẩm, xác định một cái chiến lược, đó, tập trung vào đấy. Tập trung vào đấy và chúng ta làm, đúng không ạ? Là ok thôi. Ok đúng không ạ? Anh em mình comment ạ, được không ạ? Tất cả mọi người ạ. Làm được không ạ? Ok không ạ? Vì nghĩ là ok thôi, đúng không ạ? Nó có khó không ạ? Không hề khó một xíu nào. Rất là đơn thuần, rất là giản dị, rất là bình dân luôn, đúng không ạ? Đấy, kinh doanh bảo khó, nó không khó, mà do không thể. Đấy là thật, thực tế là như vậy, thực tế là như vậy, chứ không phải kinh doanh khó, không phải là nó đến cái mức mà chúng ta gần như là không biết làm, không làm được. Đấy, em hiểu nhận định nhau là như vậy. Chiến lược thì nhiều, sản phẩm thì nhiều, đúng không? Và trong kinh doanh bây giờ chỉ có kinh doanh, đúng không ạ? Là cái điều rất là tuyệt vời, kinh doanh là điều rất là tuyệt vời. Đó, và tập trung vào, đúng không ạ? Sản phẩm, tập trung vào đăng tải, tập trung vào xây dựng. Còn nhiều vấn đề hơn nữa là chúng ta có thể làm một website, làm một kênh YouTube, đúng không ạ? Quay video clip, đúng không ạ? Bán hàng, đúng không ạ? Ở đa kênh, tập trung vào nó, thật là tập trung, thật là tập trung truyền tải cái thông điệp này lên trên internet là tôi đang bán cái sản phẩm đó, làm thật là sự chuyên nghiệp lên và kích cầu bằng chạy quảng cáo. Ví dụ như là phải kênh phù hợp như là Shopee chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là thực hiện các cái thủ thuật như là selling chẳng hạn, hay là thực hiện các vấn đề thực tế là sản phẩm rất là ngon, rất là tốt và mình cảm thấy rằng rất là ok, mình có thể tuyển đội nhóm công tác viên để bán hàng cho mình chẳng hạn, sau đó là phân chia lợi nhuận cho họ. Và trên nhóm không phải là tìm kiếm đơn thuần chỉ là khách hàng, trên nhóm giống như này, các bạn ở trong nhóm của admin, các bạn có mua hàng của gì của admin không? Xin thưa là chưa chắc. Nhưng mà bạn làm gì đối với admin? Bạn hàng bán hàng cùng tôi, đồng ý, đúng không? Chưa chắc là bạn đã mua hàng của tôi, nhưng mà bạn chắc chắn rằng bạn đang học cách để bán hàng cùng tôi. Thì trên nhóm người ta sẽ kiếm được những đối tượng nào? Người ta sẽ kiếm được những đối tượng như này,
Một là khách hàng mua lẻ. Hai là gì ạ? Người đồng hành, người cộng tác viên của mình. Đúng không? Hay sử dụng một cái nhóm, một cái thông minh. Hay sử dụng internet, cái thông minh. Ba là người muốn nhập hàng số lượng lớn của mình, tức là gần như đối tác, tỷ lệ đối tác của cộng tác viên, đối tượng trên internet mà chúng ta có thể tìm kiếm để đẩy hàng. Đúng không? Nên nhớ là như vậy. Có những người, người ta đang tìm kiếm sản phẩm. Đó, chỉ cần sản phẩm thôi là người ta muốn bán, người ta tập trung, người ta muốn sống chết, sống còn với cái sản phẩm đấy rồi. Đấy là thực tế đấy. Đó, người ta muốn sống cho còn, đúng không ạ? Vì cái sản phẩm đấy rồi. Đấy. Và có những người thì người ta lại chỉ cần gì ạ? Chỉ cần là cho người ta biết cái cách thức, quy trình thôi là người ta đã làm chết bỏ rồi. Thế không? Tại vì có rất là nhiều cái mảnh ghép ở trong cái xã hội này, mình không thể biết được, mình không thể lường trước được là như thế nào, rất là khó để đoán định được đó. Và trong khi có người là đầy đủ các cái công cụ, biết rất là nhiều kỹ năng, vốn có tất cả mọi thứ có, nhưng mà đâu có thành công được, chưa chắc đã thành công trên internet được, đúng không? Đó, nên ra là chúng ta phải nhìn nhận nhau nó rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ rất là ổn thôi, chắc chắn, đúng không? Còn không thì nó rất là tốn thời gian và không còn thời gian nhiều nữa. Nó không còn thời gian nhiều nữa đâu. Đó, và trong cuối năm này thì chúng ta hãy tập trung hết mình vào công việc này thì ổn thôi. Và nắm được marketing là chúng ta nắm được marketing trong tay là chúng ta nắm được rất là nhiều thứ rồi. Thật sự là như vậy. Đó. Em mình có cái câu hỏi gì không ạ? Em muốn là có cái câu hỏi gì cho admin không? Hay là cho đội nhóm không ạ? Em có câu hỏi gì không ạ? Và ở trong buổi chia sẻ này, đúng không ạ? Có Phượng ở trong nhóm không ạ? Đúng không? Có Phượng ở trong nhóm không nhỉ? Phượng có online nghe em ơi. Nhưng là không có Phượng rồi. Đúng ạ. Ở trong này có anh em nào muốn chia sẻ không ạ? Muốn hỏi vấn đề gì không ạ? Hỏi chia sẻ, hỏi cách thức hay là bất kể một vấn đề gì, đúng không ạ? Anh muốn chia sẻ hay là hỏi hai vấn đề gì không ạ? Mình sẽ sẵn sàng trả lời nhé, các cái câu hỏi, các cái vấn đề mà anh em mình nhé. Ok, anh em mình nãy giờ có dễ hiểu không ạ? Cảm thấy tuyệt vời không ạ? Em mình comment nhé, làm cho IP đó, comment nhé, hay là bất kể những câu hỏi nào. Và có rất là nhiều cách thức để kiếm tiền nữa. Và nó xuất phát từ vấn đề marketing, nó xuất phát từ vấn đề thực tế như thế. Đúng không ạ? Tức là anh phải có sản phẩm, anh tập trung vào quảng bá nó. Anh phải có sản phẩm, anh tập trung vào marketing nó. Anh phải có sản phẩm, anh tập trung vào anh kinh doanh nó. Và cái hình thái này, nó có thể là kinh doanh thực tế. Hình thái này nó có thể là kinh doanh bằng cộng tác viên. Cộng tác viên theo hình thức là hợp tác ngoài đời thực. Tức là tôi và bạn biết nhau trên Facebook, biết nhau trên Zalo. Hay là hình thức này, nó là hình thức đấy. Là gì ạ? Là bằng cái cách mà chúng tôi và các bạn học nhau, đúng không ạ? Học cái cách là affiliate qua cái link chia sẻ. Ai mà mua qua link chia sẻ đấy thì chúng ta sẽ được nhận hoa hồng. Đó là cái vấn đề về cao cấp hơn ở trong cái vấn đề mà làm gì ạ? Làm kinh doanh, làm kiếm tiền online. Nhưng bây giờ hiện tại thì mình còn làm rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Còn làm rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Đó, về học về tài chính, học về affiliate, làm rất là nhiều cái, đúng không ạ? Thì nó sẽ ổn thôi. Vừa làm dropship, đấy là vấn đề về vừa sau này mình sâu về vấn đề làm dropship cho anh mình nhé. Ngoài ra mình còn làm nhiều thứ lắm, đúng không ạ? Nó xuất phát từ vấn đề về kinh doanh, đúng không ạ? Đây là ví dụ như là mình có nghiên cứu, đúng không ạ? Có học, đúng không ạ? Có nghiên cứu và tự học. Đó, có nghiên cứu và tự học về vấn đề này, về tài chính, đúng không ạ? Đây, về tài chính, về đầu tư, về sóng sánh như thế này đây. Tự học, tự nghiên cứu, đúng không ạ? Đấy là chúng ta cũng đã gì ạ? Đã cũng có những kết quả rất là đẹp rồi, rất là tốt rồi. Ok luôn. Và trong đó, nhóm đó này, mình có một cái vấn đề liên quan đến nhóm này. Ví dụ như là anh em mình muốn học về affiliate này. Đây, trong này mình có chia sẻ rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều cái cách thức, các thứ liên quan đến affiliate này. Đây, anh thể vào trong cái nhóm này của admin nhá. Các thứ làm affiliate trong này. Đây.
Đây nha, đây là cái nhóm về nguồn hàng rồi. Đây mới là nhóm về affiliate này. Đấy. Thì trong này chia sẻ rất là nhiều cách làm affiliate. Và đây là cái clip mà mình làm trade forex này, đúng không ạ? Đó, tài chính này, kiếm tiền, đúng không ạ? Đây. Bạn ấy nhìn thấy cái số lượng tiền đây là đi kiếm, đúng không ạ? Cái mà vừa xong mọi người nhìn thấy á. Đúng không ạ? Mình cũng học tự mày mò, tự học, tự nghiên cứu rất là nhiều. Và rồi nó cũng đạt được những kết quả, đạt được những cái thành tựu đó, nhất định. Và không nhiều nhưng mà mình học thì mình biết để kiếm được một cái phương pháp thêm kiếm tiền, đúng không ạ? Phương pháp kiếm tiền đây thì ở đây ví dụ như là cái làm affiliate, cái hosting hot amada anh có nhìn thấy ở đây đúng không ạ? 2.725 đô này, 2.725 đô anh có thể nhìn thấy đó. Đây một chương, một cái chương trình, hoặc là anh em mình có thể nhìn thấy đây, để rút về PayPal này, anh có thể nhìn thấy này, PayPal này, thấy không ạ? Đây. PayPal này. Đó, rút tiền về được, đúng không ạ? Tiền về túi là tiền của mình này. Đấy, lúc nào đó, tiền về túi là tiền của mình, đúng không ạ? Ok, và còn đúng không ạ? Còn nhiều, đúng không ạ? Đây là cái năm ngoái em có thể nhìn thấy năm ngoái của mình, em có thể nhìn thấy năm ngoái như thế nào, khủng khiếp như thế nào, đúng không ạ? Em có thể nhìn thấy rõ không ạ? 99 triệu rồi, đúng không ạ? Thu 75 triệu rồi, tháng 8, đúng không ạ? Tháng 8 năm ngoái, trong thời điểm này luôn, năm ngoái đấy, đúng không ạ? Đây là Momo đấy, không tính tài khoản ngân hàng khủng khiếp nữa, đúng không ạ? Đó là từ internet đấy, MMO đấy. Đó đây affiliate này, 3.775 đô affiliate này, hơn 60 triệu đấy. Đó, 75 triệu, đúng không ạ? Năm ngoái kiếm được hơn 100 triệu của affiliate online, rất là khủng khiếp luôn. Đó, đây còn một cái này nữa, và bây giờ khi đang làm giao dịch cái vấn đề về sàn đấy, mình làm mình học để mình biết được, để mình hiểu được thị trường, để mình hiểu được là cái cách kiếm tiền, cái cách vận hành của cái vấn đề này nó như thế nào ở trên thị trường này, đúng không ạ? Để gì ạ? Để mình kiếm. Và em mình có thể nhìn thấy ở đây là cái affiliate của em đi 1.526 đô năm nay, cái này lên, đang lên trend. Tại vì sao ạ? Tại vì dịch mà không làm được gì thì ở nhà người ta có thể nghiên cứu về vấn đề này chứ, đúng không ạ? Tiền đang nó không có, đúng không ạ? Tiền ở trong, đúng không ạ? Trong thị trường ấy, trong xã hội ấy, nó bị cô lập lại, tại vì người ta không mang đi đầu tư được gì hết, đúng không ạ? Không được đầu tư được cái gì hết thì người ta mang lên trên các sàn giao dịch, người ta làm và ok, nhìn nhận được vấn đề đấy, mình tập trung vào làm affiliate với các cái sàn. Ok, và anh em mình có thể nhìn thấy đây, 1.500, đây mới mấy ngày trước đây, nhiêu ngày 69, đúng không ạ? Và hôm nay là như là được gần 1.600 rồi, đúng không ạ? Là hơn 30 mấy triệu rồi, gấp đôi, 30 mấy triệu, 3 mấy 4 mấy triệu rồi, đúng không ạ? Đấy, vẫn ổn. Cuộc sống này mình làm vẫn tuyệt vời nhá. Đấy, rút tiền từ PayPal. Em ơi, nhìn thấy đó. Em ơi, nhìn thấy ở đây. Ok. Và đây. Đây, đầu tư đây. Đúng. Đây không, anh không có khuyên, đúng không ạ? Đây, trong này mình không khuyên. Mà anh ấy muốn nghiên cứu, tìm hiểu, và đó là một cái cơ hội thì mình có thể tìm hiểu, chứ không có là một cái lời khuyên là anh mình tham gia vào đây mất tiền, đúng không ạ? Đây là một cái cách, cái cuộc sống của admin đơn giản lắm. Một là ông kiếm tiền, hai là ông bị mất tiền, thế thôi. Tại vì sao? Tại vì ông không có làm gì hết thì ông sẽ không vào được gì. Ông mất tiền, ông sẽ được kinh nghiệm. Ông mất tiền, ông sẽ được có một cái kiến thức mới, một cái cơ hội mới. Ông sẽ nhìn nhận được cuộc đời nó khác. Đó. Còn lại ông không làm gì hết thì thế thôi, đúng không ạ? Ông đứng đó ông phán xét rằng ừ đó là lừa đảo, ông phải biết nó lừa đảo như thế nào đó. Chứ không đứng ở ngoài được, không đứng ở ngoài được. Ở trong đây chia sẻ rất là nhiều lớp, và trong cái phần này phần chia sẻ nhá, phần chia sẻ này ở trong đây là phần hướng dẫn này, đúng không ạ? Chia sẻ affiliate này, nó có nhiều chương trình, đúng không ạ? Làm asset trade nữa, đúng không ạ? Làm asset trade, làm Olacity trong đây có kết quả rồi. Olacity admin cũng có kết quả, ban được hơn 100 mấy chục đô ấy. Đây Olacity là em có thể nhìn thấy này. Đây chờ duyệt này. Chờ duyệt 116 đô này. Đã duyệt 21 đô này. Đó số dư tài khoản 10 đô này. Đúng không? Có nghĩa là đã rút về 30 đô rồi. Là 600.000 rồi. Làm chơi cho vui thôi. Em có thể nhìn thấy cái cột tiền này. Có nghĩa là đi từ đâu ạ? Đi từ marketing, tức là ông phải đấy, vừa xong tôi nói đấy, marketing là gì đây này? Thay vì ông ngồi ông nhảm nhí, ông làm cái quái gì cũng không cần biết. Thay vì đó đấy, ông đăng một ngày cái admin bán hàng đi. 20 bài. Đó. Ông đăng thêm một nick đi, ông đăng thêm một vài sản phẩm đi, ông tạo thêm một vài fanpage đi, ông làm marketing đi,
làm ơn đi, đúng không ạ? Còn ông không làm cái này á, là cả một cuộc đời ông không có gì trong tay luôn, đúng không ạ? Có năn nỉ đi chăng nữa thì ông cũng không có gì. Và điều đấy là một điều thật sự luôn là, đúng không ạ? Đó là điều đáng tiếc nhất ở trong cuộc đời này, là một ngày, đúng không ạ, không làm được một cái việc gì có ích. Ok, ở đây là Happy cho anh em mình ở ở Forry, đúng không ạ, đây anh em mình làm Happy Forry hồi lại trong đây em có thể nhìn thấy này. Đấy, những đồng tiền đầu tiên từ cái sàn mà mình nói đấy, 127 đô đầu tiên đó, sau đó lên cả 1.000 đô, anh nhớ thấy không ạ, những cái ngày đầu tiên của Happy, đúng không ạ? Đây cái việc như thế này đó là 0.00000145 BTC, tức là chắc được 10.000, 20.000, đúng không ạ? Đó, và bây giờ đã lên được thêm mất một mấy con số 0 rồi, 1, 2, 3 con số 0 rồi. Và về tổng cái số lượng mà Binance của admin chia sẻ đây là cái link API này, là đâu đó nó cũng phải được rơi vào khoảng tầm 3-400 gì đó, 3-400 đô đó ạ. Ok, và đó là điều rất tuyệt vời. À, và đây là cái Ola cũng khá là nhiều, đúng không ạ? Ola cũng khá là nhiều người, Happy nhiều lắm, đúng không ạ? Rất là nhiều job ở trong này, đây trong cái nhóm này nha. Ok, đấy là đầu tiên. Tiếp theo là admin làm một cái nhóm liên quan đến website, anh có thể làm một web, một cái blog, đúng không ạ? Một cái web, một cái blog. Everyone. Đây, một cái web, một cái blog, và trong cái nhóm này để có thể học một cái làm một cái web hay học làm một cái blog để chúng ta có thể là kiếm tiền online giống như thế nào. Ví dụ như là làm tài chính, đúng không? Admin làm ra một cái web về tài chính luôn, làm kinh nghiệm luôn, chia sẻ các kiến thức về tài chính, chia sẻ tất cả những cái vấn đề. Ok, anh muốn là nhìn lên trên này, cái web này của admin đang làm. Đấy, và chia sẻ những cái kiến thức của mình, chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về đầu tư, về vấn đề tài chính, về các vấn đề luôn, về các kiểu vấn đề đó liên quan. Và mình tập trung vào, đúng không ạ, mình chia sẻ lên trên này rất nhiều những cái kiến thức, và em có thể rằng là lên trên này nghiên cứu nhá, đấy, đúng không ạ? Và người ta Appy, người ta đăng ký qua link của mình, thế là mình có tiền, đúng không? Thay vì ngồi nhảm nhí đó, mình đăng một cái content lên trên này, đúng không ạ? Và content trên này rất là tuyệt vời luôn, rất là ổn, đúng không ạ? Và mình có những bạn cộng sự làm cái này cho mình, và mình hướng dẫn lại cho họ là cách làm như thế nào về web, cách làm content như thế nào. Đấy là một cái nghề, viết content là một cái nghề, bạn phải nhìn thấy giống như là viết báo vậy á. Ok, mình có thể vào đọc những bài về mình như một cái báo vậy á, làm sao để làm được như này, đúng không? Và phải học. Ok, và có nhiều thứ nữa, đúng không? Đây là một cái blog, đúng không? Hay là một cái blog cá nhân đó. Sau đó là mình có thể sử dụng Shopee, là anh mình đã biết rồi, đúng không ạ? Đấy, còn lại là cái ngách thì là rất là nhiều ngách, nào cũng có, đúng không? Ngách nào cũng có kênh riêng hết á đó. Hay là một cái kênh lớn hơn, đúng không ạ? Chợ mua bán online, đúng không ạ? Đó, có cái này ra, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng nó là ở đây, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng đây là đấy cái web bán hàng riêng của mình, các sản phẩm ở trên này. Ok không ạ? Ở trên này thì đã có cho một bạn nhân viên của mình vào trong này để mình làm các cái vấn đề về content cơ bản. Ok. Đấy. Đấy, ok, và đây rất là đẹp, các bạn một cái web này tự học, tự nghiên cứu, tự làm được. Gọi là fanpage. Đó, đây là các cái hình thức kiếm tiền của mình. Đó, và mình có thể chia sẻ những cái vấn đề liên quan đến phần mềm, liên quan đến dịch vụ marketing. Đó, mình có cái kỹ năng rồi, đúng không ạ? Mình có kỹ năng rồi. Mình hướng dẫn người khác làm marketing. Đó, mình có kỹ năng rồi, mình làm những cái hướng dẫn cho người khác nữa, đúng không ạ? Về nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Về nhiều thứ, sản phẩm, vân vân, rất nhiều thứ đó. Và anh em người ta ủng hộ, người ta mua hàng của mình đó. Như làm về dịch vụ marketing thì có quảng cáo online Z, em có thể nhìn thấy ở đây với kênh này đây. Quảng cáo online Z, anh mình muốn thuê làm gì thì có dịch vụ luôn, đúng không ạ? Có dịch vụ luôn, đúng không ạ? Để anh em mình đó, quảng bá, anh mình tập trung. Ok luôn. Đấy. Còn nhiều, đúng không ạ? Còn Forry Software để bán phần mềm. Forry Software để bán phần mềm. Đấy. Có thể bán mua cái phần mềm Auto Marketplace trên này nha anh em. Có thể mua cái phần mềm Auto Marketplace của admin ở trên này. Đó.
một phần mềm auto marketplace ở trên này để mình có thể đăng tự động hóa trên marketplace, đăng nhiều nhiều bài lên trên marketplace. Đó. Rồi, ok. Rồi là đây một hệ thống web thì admin khá là nhiều web, rất là nhiều web rồi, rất là nhiều website, và chúng ta có thể là nghiên cứu nhá, chúng ta có thể nhìn thấy cái web của admin như vậy đó. Ok. Còn lại là về fanpage thì fanpage thì làm khá là nhiều. Fanpage thì làm rất là nhiều fanpage. Fanpage đây thì rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều fanpage này đúng không ạ? Đấy, bạn có thể nhìn thấy một hệ thống fanpage. Gọi Shopee cũng rất là nhiều. Gọi Shopee thời trang, Shopee gia dụng, Shopee phụ kiện điện thoại. Gọi Shopee những cái ngách hot đúng không ạ? Rất là dễ bán, mình khó hết. Gọi fanpage bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, rồi là các cái cộng đồng đúng không ạ? Anh em mình có đi liên quan. Rồi, ok. Với cộng đồng các bạn có thể lên tham khảo này. Đó, tài chính. Em có thể tham khảo và tham gia đây. Đây cái mà mình đang nghiên cứu ấy. Đây mình có thể biết được thêm một kiến thức nữa về kinh doanh, một cái hình thức kiếm tiền thêm rất là hay. Đây, về tài chính. Ok. Đấy, các cái lúc tất cả những cái này khi làm admin hết đúng không ạ? Và anh em mình có thể nhìn thấy là làm từ Shopee, làm về website, làm về affiliate, làm đầu tư tài chính, một cái này là rất rất nhiều kiến thức, rất nhiều kiến thức luôn, vô cùng nhiều kiến thức luôn. Và đó, ok, chúng ta đây anh em nhìn thấy ở trong này hướng dẫn rất là nhiều kiến thức, và đó các bạn hãy nhìn thấy một cái lượng đó, và đó với công việc đó cũng là công việc hàng ngày của admin luôn đó, đăng bài làm content hướng dẫn, đăng bài làm content hướng dẫn, vào cuộc sống nó chỉ thế thôi đúng không ạ, nó chỉ thế thôi, nó loanh quanh những vấn đề như vậy. Anh em có thể nhìn thấy không, thay vì em mình đó, thay vì em mình lan man, thay vì em mình làm cái gì đó nó vô ích cả. Chúng ta hãy tập trung vào những cái mà nó ra tiền, thì đấy là điều mà mình cảm thấy rằng nó tuyệt vời hơn rất là nhiều, nó tuyệt vời hơn rất là nhiều đấy. Ok, và anh mình có thể tham gia cái lúc đó, thì bên song song cái lúc đấy thì có thể là muốn tham gia thì mình có thể tham gia với nhóm Zalo này đó, tham gia của nhóm Zalo này. Ok. Đó. Đấy, như là tham gia cái nhóm Zalo này. Ok. Và đấy là về vấn đề về tài chính này. Đó. Đấy, mình có thể vào trong cái nhóm đó để học hỏi thêm những kinh nghiệm chia sẻ. Đấy. Nghe những cái chia sẻ, những kiến thức. Đúng không ạ? Rất là ok luôn. Ok. Và anh mình có thể đặt câu hỏi nhé, bây giờ anh em có thể đặt câu hỏi đó, đặt những câu hỏi dành cho admin gọi là cho các bạn ở trong này. Và anh em nào mà hôm nay muốn chia sẻ không ạ, muốn chia sẻ những cái quá trình ở trong Fori bạn đã học được những cái gì, rồi là bạn cảm nhận như nào đúng không ạ, về admin, về đội nhóm, về cộng đồng ở trong Fori này như nào, anh em có cái tâm sự gì không ạ, comment hay là bật mic chia sẻ nhá. Đó, những cái điều mà bạn nhận được, những cái điều mà bạn làm, bạn thay đổi, những cái điều gì đó tuyệt vời, anh em mình có thể chia sẻ nhé, bật mic lên mình chia sẻ cho mọi người nhé, được không ạ? Ok, rất là nhiều nhóm để chúng ta có thể kiếm tiền à, đi nhóm bây giờ vẫn mình nghỉ xong rồi mình làm lại thì nó phải trong một cái đẳng cấp mới chứ, ví dụ như là chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta làm lại thì anh em ở trong đây người ta có nhiều cái kiến thức để người ta chia sẻ cho mình, không có phải lo ngại vấn đề đấy. Để drop. Những kiến thức thì là nó là nền tảng đúng không? Kiến thức là nó là nền tảng rồi, nên còn lại là chúng ta học đúng không ạ, làm quan trọng nhất là gì, quan trọng nhất là chúng ta xác định sản phẩm rồi chúng ta phải kiên trì với nó, kiên trì kiên nhẫn, và chúng ta thật sự là tập trung
thật sự là hết mình tâm huyết với nó. Cái gì cũng vậy, làm gì vậy nó cũng mới thành công được, làm shopping hay là market hay là đăng group nó phải đều đặn mỗi ngày, phải hiểu được vấn đề chúng ta đang làm gì. Bây giờ chẳng ai nói đâu, đúng không? Chúng không ai nhắc đâu, không ai nhắc là chúng ta phải làm như vậy đâu. Chúng ta phải hiểu rằng là không ai nhắc ai và không ai phải ép buộc ai đâu. Chỉ đơn thuần nó là việc là chúng ta làm, sau đó là chúng ta nhận thức được là từ bây giờ là chúng ta phải làm kinh doanh, chúng ta nhận thức được là bây giờ chúng ta phải đăng bài, tại sao chúng ta phải đăng bài, tại sao chúng ta phải làm Shopee, tại sao chúng ta phải làm fanpage, tại sao chúng ta phải phải như vậy. Chứ bây giờ là không ai, đúng không, không có ai mà ép buộc mình phải làm điều này, không ai ép mình làm, chỉ là tự mình thôi. Và như này thì chẳng hạn là mình xác định là mình phải đăng bài, mình xác định là mình phải, mình đâu làm gì đâu, đúng không? Bây mình không đăng bài, mình không làm gì cũng chẳng có đồng nào, cũng chẳng kiếm được tiền đấy, nên ra là mình tự trong tâm can mình cứ làm thôi. Tại vì bây giờ bản thân là mình bắt đầu từ con số không, mình không làm thì cũng chẳng có gì. Bây mình làm thì chắc chắn là nó sẽ có, một là kinh nghiệm, hai nữa là biết đâu may mắn. Ok, đồng ý là đổ cho may mắn đi, nhưng mà đó là cái thực tế. Và cứ thế mình làm, mình tiếp diễn, mình tiếp diễn, mình tiếp diễn, và như vậy là mình có đơn, sau đó lại người khác ủng hộ, người khác ủng hộ, sau đó mình lại có feedback, sau mình đăng lên trên 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 các cái tài khoản của mình, sau đó mình lại đăng lên, đúng không ạ? Và cứ như vậy thôi. Và mình có khách hàng tiếp theo, có hai hàng tiếp theo, và cứ như vậy là tăng trưởng lên, nó tăng trưởng cái đơn hàng và cái lượng giao dịch và lượng tiền của mình, thế thôi. Còn lại trước đây nó không phải giống như bây giờ, đúng không ạ? Không có kiếm được hàng đâu, lúc ấy em đi muốn kiếm thời trang lắm, nhưng mà đã là con buôn đấy, người ta không có dễ dàng để cho mình có nguồn, người ta phải ép mình lấy sỉ là phải tầm mấy chục triệu, hai ba chục triệu cơ. Nó 4 5 năm trước anh em mình mới thấy không có dễ như bây giờ đâu. Cậu giáo viên người ta cũng chẳng cần cho, đúng không? Tại vì sao, người ta bán hàng còn không hết, hơi đâu mà quan tâm mình thật sự đó. Và bây giờ nó đơn giản hơn rất nhiều. Tức là bên anh em mình bây giờ làm 3 hôm là hết mánh rồi, không biết làm gì nữa, nó bấy nhiêu thôi, nó chỉ bấy nhiêu. Nhưng mà hàng nào kiên trì hơn, thay đổi sản phẩm khác, làm quy trình đấy rồi nó chưa ok, làm thêm sản phẩm khác đó. Và nó tích lũy kinh khủng lắm. Em mình có thể nhìn thấy mà, em mình có một cái vòi nước chẳng hạn, nó bị bể ra, nó nhiễu từng giọt một, từng giọt một, nó 1 năm trời nó tạo ra những cái ở dưới đấy, nó có rêu luôn, nó có rong rêu mọc ra, đúng không ạ? Đó, nó làm hỏng nền nhà luôn. Nên ra cái việc mà chúng ta làm content, làm trên đây cũng vậy. Em mình làm mất tuần đây, 1 tuần, cái việc mà giống như là bạn chị Ngọc Anh bạn nói rằng là lâu rồi không làm dropship và thấy lạc lối, có làm gì đâu, đúng không? Cả một cái quá trình đấy chúng ta chẳng động chạm gì đến kinh doanh, nên chúng ta bị rất là lờ mờ, lơ tơ mơ. Bạn cứ thử coi là một ngày bạn cứ đăng lên, đúng không? Không đăng cái sản phẩm này thì đăng sản phẩm khác, rồi làm hình ảnh, rồi đăng bài, làm fanpage, làm Shopee, làm website, làm video, đúng không ạ? Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm, học hỏi thêm kiến thức mới. Cứ như vậy mỗi ngày thôi, xem nào. 1 năm sau thôi bạn trở thành một con người khác hoàn toàn. Quan trọng là bạn kiên trì nổi được như vậy không? Khó đúng không? Khó thì nó mới phân chia là giàu nghèo. Còn lại không thì giàu hết rồi. Giàu hết là rõ ràng rồi. Đó. Không là chúng ta giàu sạch rồi, đúng không ạ? Chứ không có nghèo, không ai nghèo hết. Nếu mà không thì không ai nghèo, thật sự là không không ai nghèo cả. Đấy là cái mà chúng ta phải nhìn nhận nhau như thế. Chúng ta nhìn nhận nhau như vậy thì nó mới ổn được. Đó. Và nếu như mà chúng ta đủ kiên trì, đủ bền như vậy, chắc chắn thành công. Tại vì cùng một cái câu chuyện đó, anh em mình hỏi hay hỏi rằng làm sao để có đơn hàng trên affiliate, làm sao để bán hàng được bởi cái này cái nọ, còn căn bản đây là nó phải thực tế, các bạn nó phải thực tế thôi, đúng không ạ? Các bạn nó vô cùng thực tế, đó là phải hiểu sản phẩm, hiểu mình đang làm gì. Tức là người làm kinh doanh ấy,
là người quảng bá sản phẩm đến thị trường. Chúng ta phải hiểu thị trường là gì. Thị trường là nơi giao dịch mua bán, ở trong đấy chứa những người bán và chứa những người mua đan xen. Chứa những người bán thì chúng ta tạo ra sự cạnh tranh, chứa những người mua thì nó tạo thành gì ạ? Người, đúng không ạ? Người khách hàng của mình. Thì đó gọi là thị trường. Và căn bản ở đâu có người bán và xuất hiện những người mua thì ngay đó nó là thị trường, kể cả online lẫn offline. Thì đơn thuần bởi vì chúng ta phải tìm được cái nơi nào khách hàng người ta cần sản phẩm của mình, chứ không thể nào bán hàng ở cái nơi một khách hàng, đúng không ạ, người ta không mua sản phẩm của mình được. Giống như bạn bán băng vệ sinh của phụ nữ vào trong cái nhóm là gì ạ, toàn là đàn ông, đây là điều phi lý, đúng không ạ? Đây là xác định thị trường, gọi là không biết gì, đúng không ạ? Gọi là chắc chắn là ở trong nhóm thì chắc khả năng không ai như thế. Thì bây giờ chỉ cần kiếm một cái nhóm mà ở trong đấy có khả năng là người ta có mua hàng của mình thì rút đấy, ok đăng vào bán, thế thôi, đúng không ạ? Đăng nhiều lên nó không duyệt đăng tiếp, đúng không ạ? Không duyệt tham gia nhóm khác để các cái nhóm mà không được gì ạ, nó cho đăng gì thôi. Đó là cái kiên trì, đúng không ạ? Nhưng mà như vậy thì nó hơi đầu bò tí, nhưng mà ok cũng được. Tiếp theo là bây giờ nó không cho mình đăng bán thì tự lập group luôn, đúng không? Mày không cho tao lập, đúng không? Mày không cho tao bán thì tao tự lập nhóm để bán hàng, lôi kéo người khác vào trong đấy, tạo ra một cái chợ tự mình quản lý. Tôi như admin quản trị hơn cả chục cái group, cả mấy chục ngàn thành viên, tự mình bán tự sản phẩm của mình luôn. Tại sao phải xoắn, đúng không? Để thằng khác lại xin vào nhóm của mình, đúng không? Là bán hàng, tech cho bán hàng của mình thôi, kiểu thế, đúng không? Đấy, không có tư duy như vậy thì không thành công được. Ok. Và sau khi mà xác định thị trường ấy, cái chỗ đấy là có người mua người bán đấy, đưa sản phẩm vào đấy quảng bá thì chúng ta phải hiểu là chúng ta phải quảng bá như thế nào. Chúng ta phải quảng bá bằng video để cho người khác dễ hiểu, hay là chúng ta phải làm clip để hướng dẫn, hay là chúng ta làm hình ảnh để cho người ta biết, hay là người ta mình viết một cái bài để cho người ta biết. Kiên trì làm điều đấy cứ thế thôi. Và Coca-Cola bây giờ làm gì? Bán có một loại nước ngọt vớ vào cũng ổn, đúng không? Bán năm nay là 135 năm, đúng không ạ? Nó bán đúng một cái loại nước, nó làm quái gì? Qua giờ bạn đặt ra câu hỏi không ạ? Thì bây giờ chúng ta bán nhưng mà chúng ta cảm thấy thiếu bí ý tưởng ấy, lên học nó, đúng không? Sao mà hết được, đúng không? Ngày hôm nay đăng bài sản phẩm, đăng bán hàng bình thường, ngày mai có khách hàng mua đăng feedback bán hàng, đúng không? Giới thiệu sản phẩm A, giới thiệu sản phẩm B, yêu cầu khách hàng A đăng bài cho mình, yêu cầu khách hàng B đăng bài cho mình. Nếu bạn có thể nhìn thấy năm nay là Coca nó thuê Messi để quảng bá cái chai nước, cái lon nước ngọt, ngày kia là Ronaldinho chẳng hạn, ngày kia là Hồ Ngọc Hàm chẳng hạn, ngày kia là gì ạ, nhóm Big Ban chẳng hạn. Trời ơi, nó cả đống tiền tỷ, mà 50% doanh số của nó là để làm cho marketing, mà mỗi quốc gia đấy có một cái đại sứ thương hiệu là những người đứng đầu showbiz của các nước đấy. Mà trên thế giới này có cả hơn 160 nước quốc gia, thì bạn nó là công ty toàn cầu là như vậy, và bây giờ bạn cũng như thế thì quái như thế nào mà là hết content được, chẳng qua hết content, đúng không? Đúng không? Ngày hôm nay tôi không zoom cho các bạn, ngày mai tôi zoom cho cái nhóm khác, ngày mốt tôi làm chuyên về nó, chỉ chuyên về cách bán hàng thời trang thôi. Và ở hiện tại ở Việt Nam á, ở hiện tại trong Forex là có hơn gần 20 ngách, đúng không? Ngày hôm nay tôi hướng dẫn bán áo thun, ngày mai tôi hướng dẫn bán áo khoác, ngày mốt nữa tôi bán áo hoodie, ngày mốt nữa là tôi chỉ hướng dẫn bán áo crop top, ngày mốt nữa là tôi hướng dẫn là bán áo Shopee, đúng không? Ngày mốt nữa là tôi bán áo khoác trên Shopee đấy, thời trang Shopee. Thì tôi cứ thế tôi zoom hết nhóm này đến nhóm kia, tôi zoom cả cuộc đời tôi luôn. Đó là cái lý do, câu chuyện là mình làm kinh doanh, đúng không ạ? Còn đây mình làm 3-4 hôm không có người mua đâu, chán nản bỏ việc rồi, là đang 3-4 hôm không có người mua đâu, là em không có duyên. Nó không phải đâu. Nên nhớ đấy, người thuê bạn á, bạn bây giờ bạn đang làm công ty nào, làm xí nghiệp nào, làm ở cái công việc gì, tại sao người ta sáng tạo ra được việc cho bạn làm cả một cuộc đời, đúng không? Trong khi đó một cái công việc của mình ấy, mình không tạo ra được việc cho chính bản thân mình làm trong một cuộc đời, mãi mãi làm thuê. Câu chuyện rất là đơn thuần, đúng không? Đấy, content bí ý tưởng là ở đâu đấy. Như vậy bạn làm giáo viên cả cuộc đời, bạn dạy có mỗi lớp 5 thôi, giáo viên nhạc hay là giáo viên mỹ thuật hay là giáo viên âm nhạc chẳng hạn, cấp 2 chẳng hạn, cả cuộc đời bạn chỉ dạy âm nhạc, mấy bài đấy thuộc lòng luôn, biết số tờ số trang, biết chữ luôn, đúng không ạ? Chỗ nào mà sai trông dấu phải biết luôn, tại vì cả cuộc đời có dạy có nhiêu đó, dạy cả cuộc đời, content nó chỉ thế thôi. Và bây giờ kinh doanh cũng thế, nhưng mà nó đa dạng hơn, đúng không ạ? Đa dạng hơn ở việc là chúng ta cải biến được cái content trong đấy. Thì trong giáo viên cũng vậy, nó
đa dạng hơn này. Lứa này năm nay hết, lứa sau lại vào, đúng không ạ? Lớp này đi hết rồi, lại lớp sau đi vào, cùng đồng hành với tuổi của mình, đứa trẻ được cái ngày lớn lên. Đó, khách hàng hôm nay mua là bạn Hiền chẳng hạn, ngày mai khách hàng mua là bạn Vũ chẳng hạn, ngày mốt là khách hàng mua là bạn Chi chẳng hạn, ngày mốt nữa là bạn Đông chẳng hạn, mỗi ngày như thế, đúng không ạ? Là một khách hàng khác nhau, còn cái khác nhau đăng lên trên đấy thì cứ vậy mà bán, cứ vậy mà bán, cứ vậy nó trở thành lớn lên mà người khác cảm thấy rằng có thương hiệu, thương hiệu từ đó mà sinh ra, chứ không phải thương hiệu là việc mà chúng ta làm cái gì để có thương hiệu. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng làm tại sao có thương hiệu VinFast không, hay là nó giàu quá nó có thương hiệu? Và chúng ta có thương hiệu là gì? Chúng ta không xác định được kinh doanh, chúng ta không xác định được thị trường, chúng ta không xác định bản thân mình là ai trong thị trường này thì không bao giờ chúng ta có thương hiệu. Và cuộc đời ai mà không có thương hiệu ấy, thì cái thương hiệu duy nhất của cuộc đời mình ấy là cái bia mộ. Trên đấy là ghi ông Nguyễn Văn A, ngày này tháng ngày mất hết. Ít ra mình còn làm được một cái poster cho bản thân mình là tôi quyết admin for recenter. Đúng không? Chưa hết. Đấy, tôi quyết, đúng không? Ngân nhà làm nhà nước, đúng không? Thế là cái thương hiệu, tôi tự hào vì điều đấy. Còn ông chẳng có thương hiệu đấy gì hết. Một cuộc đời ông biết ông là ai không? Chẳng ai biết ông là ai. Một sự thất bại ngoài sau khi chết. Có một cái bảng thương hiệu Nguyễn Văn A từ trần ngày, đúng không? Chết ngày. Thương hiệu cuối cùng của mình như vậy. Rất là chán. Quá là bình thường, quá là điều... Đúng không? Mình nói rồi, một là kiếm được tiền, hai là tiêu tiền. Tiêu làm sao cho đúng. Vào trong kiến thức này, vào trong học này, đúng không? Vào trong đầu tư này, mất cũng được nhưng mà nó được cái gì? Chứ không phải mất cũng được là làm việc gì? Đầu tư nhập ôm hàng, ví dụ ôm 100 triệu tiền mỹ phẩm về mà bán hàng chẳng học, tin trong cổng học chỉ nghĩ rằng nó bán được thôi. Cái kinh nghiệm duy nhất đó là kinh nghiệm nhập hàng, mà cũng chẳng phải nhập hàng gì, gọi là ôm hàng, đúng không ạ? Tăng ra chúng ta phải đầu tư vào marketing thế nào đó. Vừa xong ông admin ở trong Fori á, ông nói rằng là đấy, mình đăng trên Facebook này, đăng trên market này, đăng Facebook cá nhân này, đăng trên fanpage này, làm website này, làm blog này, làm group này, làm fanpage này, làm TikTok này, làm YouTube này, đó là kinh doanh. Và ông phải làm từng ngày, có nhập cái sản phẩm đấy thôi, nhập đúng sản phẩm thôi. Admin em nhập đúng sản phẩm là tai nghe 6S hay tai nghe 7 lớp, em chỉ tăng tương tác với những thằng mà dùng iPhone thôi, tại vì nó là những thằng nhiều tiền. Em chỉ bán hàng tai nghe 7 lớp thôi, tại vì tất cả những cái cổng của iPhone nó đều là cái cổng đằng sau nó chỉ có một lỗ thôi, nên ra là em nghĩ rằng đó là thị trường tiềm năng, em chỉ nhập một cái đó về thôi. Ngày mai làm video, ngày mốt em làm hình ảnh mới, ngày mốt nữa em tặng luôn, đúng không? Quy trình là cứ bán được 100 đơn lẻ hoặc là 50 đơn lẻ là em sẽ tặng một khách hàng random bất kỳ, đúng không? Miễn phí luôn, đúng không ạ? Ngày mốt nữa là em giảm 50% giá. Năm hôm nay là em chán lời rồi, em không muốn lời là em bán vừa cho vừa tặng, đúng không? Đó. Bình thường là em bán em không tặng gì hết, hôm nay em bán tặng 50%, đúng không? Ngày hôm nay em, đúng không? Em bán hàng, đúng không? Em tặng phong bao lì xì 50.000 ở trong luôn, đúng không? Khách sướng mua ủng hộ em thêm 5 sản phẩm nữa, tuyệt vời. Đó là chiến lược, đó là tư duy, đó là cách thức, đó là cách marketing. Ngày mai không giảm giá 50%, giảm giá 60%. Ngày mốt giảm giá 40%, đó là những ngày khác nhau. Giảm đến khi nào mà tặng không thì thôi. Giảm được 10 ngày vì cái 10 cái content rồi, làm sao mà hết được, đúng không? Đó là khách hàng đó lại mua, lại lấy đó PR lên, lấy đó PR lên, lấy đó PR lên. Ngày hôm nay ông Hoàng ông có đơn, PR lên, ok chúc mừng Hoàng nhé. Ngày mai bà Chi có đơn, ok chúc mừng Chi nhé. Ngày mốt, đúng không ạ? Trong nhóm này 25 người, ngày nào cũng có đơn hết thì cứ thấy đăng lên. Ở trong cái cộng đồng đấy cả mấy chục ngàn người, người ta cứ thấy là ông này bán được hàng, ông kia bán hàng thì cả cộng đồng người ta bán hàng. Thế là có Fori giống như ngày hôm nay. Nếu mà không ông nào nói, không ông nào làm hết thì kiểu như là cứ vào trong đấy ngó xong đi ra. Hiểu không ạ? Và trong kinh doanh nó là như thế, thế thôi. Tôi sáng tạo ở chỗ này, kinh doanh ở chỗ này, đơn giản ở chỗ này. Nên người ta nhiều khi ông mà ông bảo là em làm 3 tháng mà không có đơn, đó là do ông chẳng hiểu mẹ gì về kinh doanh. Nói thẳng ra là như thế luôn. Đúng không ạ? Và ông chỉ biết đi mua hàng thôi, không có không biết bán hàng. Ông không biết là cái khách ở đâu luôn ấy, ông không biết cái cách thức luôn ấy. Chẳng lẽ tự nhiên mà có người bán được hàng làm gì có chuyện đó, làm sao mà có người người ta áp phi của mình. Đầu tiên ông muốn giới thiệu môi giới về các cái sàn, ông phải biết cái sàn đấy bán những đồng gì, đồng coi gì, mã chứng khoán nào. Rõ ràng là như vậy. Sau đó là gì? Ông cũng phải chơi thử. Thắng thua thì không phải biết, ông phải biết được là ở cách thức quy trình vận hành của nó như nào để ông hướng dẫn người khác. Ông hướng thì nó hướng đúng, đúng không ạ? Không thì ông cho người khác cảm thấy là đó là một cơ hội tốt để gì ạ? Để vào cùng kinh doanh, cùng làm việc với ông. Đó, đó. Và cứ như vậy,
làm lên kiên trì, đúng không ạ? Rồi người khác người ta cảm thấy người ta sẽ ok, người ta ủng hộ mình, và thương hiệu từ đấy mà sinh ra, tiền từ đó mà có, và cứ thế thôi, đúng không ạ? Cứ thế và chúng ta tạo ra dòng tiền, tạo ra vốn, tạo ra lợi nhuận, tạo ra kiến thức, tạo ra thương hiệu cá nhân, tạo ra tài sản. Thật sự là như vậy, đúng không? Khó, dễ, không có gì cả. Và đó, quá trình mà mình làm như vậy, năm nay là mình học được rất là nhiều thứ, đúng không? Đội nhóm tốt hơn, mạnh hơn, gặp được những người mới hơn. Đó. Tuy nhiên kinh doanh nó giảm nhưng mà mình có mở thử sức, mở shop, thử sức ở mọi thứ. Mình cảm thấy rằng năm nay là tuy thất bại, đúng không? Nhưng mà mình cũng vẫn thành công. Hoặc thất bại so với những năm trước, đúng không? Tức là không đạt được doanh số, không kỳ vọng, không đạt được cái mục tiêu kỳ vọng. Đó. Tuy nhiên rằng đây là mình đạt được những cái chỉ số rất là tuyệt vời về mọi mặt, đúng không? Mình nhìn nhận được những cơ hội tuyệt vời từ nhiều thị trường khác nhau, đó, dày dặn hơn, đúng không? Và cái thành công lớn nhất là mình không bỏ cuộc. Đến bây giờ mình vẫn ngồi đây mình nói chuyện, năm sau mình vẫn ngồi đây mình nói chuyện, đó là thành công lớn nhất của cuộc đời mình, đúng không? Thành công lớn nhất không phải việc là gì ạ, mình kiếm được cái gì đâu. Thành công lớn nhất là việc mà bạn đam mê, bạn đừng bao giờ từ bỏ nó. Thế đấy, đúng không? Giống như đứa con của bạn ấy, bạn từ bỏ nó được không, đúng không? Thế khi mà nó lấy chồng, nó lấy vợ, sinh con đẻ cái thì bạn sao mà từ bỏ được? Đấy là gia đình. Và kinh doanh nó cũng như thế, để kiếm tiền nó cũng như vậy, thì đó là thành công thật sự trong cái cuộc đời kinh doanh, là như vậy. Còn đến chết rồi mình kinh doanh vẫn không thành công đó, đúng không? Không có chuyện đấy đâu. Chỉ có mình từ bỏ thôi, đúng không? Mình từ bỏ thôi là gì, thất bại đấy đó. Đơn thuần là như vậy. Và làm sao để kinh doanh thành công đấy, này mình nói nhiều lắm rồi, đúng không? Và anh mình muốn đó, lên đó, là lên cái kênh YouTube, đúng không? Kênh YouTube của Forex Center. Forex Center ở đây này, đúng không? Chứ Forex Center là ở kênh nào cũng có, thật sự luôn, là phủ toàn bộ kênh mà. Làm gì đâu, dạy làm gì đâu, đúng không? Dạy đâu làm gì đâu, đúng không? Dạy không làm gì thì cứ thế mà làm kênh thôi, đúng không? Hay không ạ? Rất hay, đúng không? Đấy, kênh YouTube lên trên đấy cho admin một cái subscribe, nếu như cảm thấy buổi hành chia sẻ nó tuyệt vời, đó, nó giá trị, nó chân quý ấy, thì click vào cái link này cho admin một cái subscribe, đúng không? Thế thôi. Và trong cái subscribe này không có một cái content nào vớ vẩn đâu, lên trên đấy toàn những buổi chia sẻ như thế này, lên trên nó học quản lý tài chính, rồi là gì ạ? Marketing, băng hàng, marketplace, chiến lược, dropshipping, affiliate kết hợp với dropshipping, những cái kiến thức bên ngoài ấy. Nó nếu mà bèo bèo nó lùa gà bán 5-7 triệu, 10 triệu, 20 triệu mà còn không được như thế này nữa luôn. Thẳng thắn là như vậy. Tại vì sao? Tại vì mình cũng là được người mời ấy, đang nói chuyện này, chia sẻ này, kiến thức trợ giảng rất là nhiều nhóm rồi, đúng không? Ngàn đô rồi, 20 triệu một nhóm, 4.000 đô rồi, không vớ vả không vẩn. Nói thẳng với bạn luôn là như vậy, đúng không? Còn dạy là như vậy, còn thực hành là do học viên. Còn học hành thành công hay không là gì ạ? Là sự quyết tâm của mỗi người. Còn kiến thức là như thế, không phải vì là nó là 50 triệu nó sẽ chất lượng hơn là 5 triệu, không phải thế. Rõ ràng chưa chắc, có thể là 50 triệu nó cũng chỉ bằng giá trị của một cái cuốn sách thôi, cuốn sách kiến thức ở trong sách nói lại thôi. Nhưng mà cái điều mà được đấy là bạn bỏ tiền thì bạn cảm thấy đáng, tức là tiếc, không làm thì tiếc, nên phải làm cho hết mình. Còn ở trong đây nghe free mà, nghe cho vui tai mà, cho massage não mà, ngày mai không làm thì thôi, chẳng ai nói gì mình. Phần kia tự nhiên mất 50 triệu vào cái nhóm đó học với hoa vẫn, mình phải làm thì thằng nghề tin nó mới hỗ trợ kiểu thế, đúng không? Thì mình mới có cái. Thì bây giờ là nó là gì ạ? Nó một cái sự trao đổi, sự tiếp nối, thật sự, đúng không? Chứ không phải là vấn đề là free hay là trả phí. Trả phí chắc chắn tốt hơn cho những người mà tốt rồi. Còn anh em mình mà kiểu như là học mà chẳng muốn trả phí ấy, thì mình suy nghĩ như vậy nhá. Suy nghĩ như vậy thì mình sẽ tốt hơn đó, và mình phải kiên trì là sẽ thành công đấy. Ok, như cái YouTube này cái mình làm, đúng không? Mới đầu nó phát triển như đó, bây giờ nó cũng cả gần 100.000 view rồi, đúng không? Không phải 100.000 shop mà 100.000 view rồi.
đó là một sự nỗ lực lớn từ mình nữa. Đấy, không có gì dễ hết đúng không ạ, không có gì mà tự nhiên sinh ra mà nó đã cả đống rồi, không có chuyện đấy, buộc mình phải tập trung, buộc mình phải cố gắng, buộc mình phải nỗ lực rất nhiều thì mình mới có đạt được cái kết quả như thế. Ok, và đây thì em muốn chia sẻ, muốn học cái kiến thức gì đúng không ạ, là xe ổn thôi. Và cuối năm nay đúng không, cuối năm nay mà em muốn tập trung ấy thì admin thích thì admin sẽ lập ra một cái nhóm đúng không ạ, một cái nhóm coaching đúng không ạ, một nhóm coaching cho cuối năm nay để hướng dẫn những vấn đề gì. Nếu mà cuối năm nay coaching thì hướng dẫn là xác định sản phẩm, xây dựng hệ thống kênh, hướng dẫn bán hàng, đó là mở nhóm coaching đó. Nhưng mà để một hai buổi Zoom nữa đúng không ạ, khó rảnh thì admin sẽ chia sẻ, chờ admin có cái nghỉ phép thì chắc chắn là sẽ mở một cái nhóm coaching. Ý tưởng là như này, sẽ lập ra một cái nhóm coaching trong một vài tuần tới đây, thì mình sẽ mở một cái nhóm coaching, trong đấy sẽ là xác định sản phẩm, hướng dẫn marketing, xác định hệ thống kênh, và chúng ta có cái điều lệ quy chế rõ ràng là buổi học rồi là chỉ tiêu target đó, chỉ tiêu này target này đó, rồi là các vấn đề đúng không ạ, các vấn đề liên quan đến vấn đề về làm cho nó thành công, làm cho hoàn thiện, trang bị đầy đủ các kiến thức về hình ảnh, về content, về sale đấy, thì admin nghĩ thế thì sẽ khả năng sẽ lập trong cái team coaching đấy, và chắc chắn là cái team coaching đó là sẽ có tốn phí, và tốn phí tham gia vâng, và phí tham gia bao nhiêu đấy thì admin chưa biết đúng không ạ, và nó như là một cái như là một cái cam kết đúng không? Để mình làm trời chiến và tới cùng, mục tiêu là thế đúng không? Và cuối năm thường là admin sẽ có một cái nhóm như vậy để anh mình làm, học nhiều, có thời gian chia sẻ cho em mình đấy. Còn không thì admin có nhiều thứ để làm đó, quá trình hướng dẫn mấy cái nhóm như Shopee, như Marketplace đó, bán hàng đa kênh, shopbot chủ shop, làm dịch vụ nhiều cái chứ không phải làm dropship, có kỹ năng trong tay mà kiếm tiền mọi ngóc ngách đúng không ạ, đó, hướng dẫn quá trình tài chính, affiliate, xây dựng hệ thống, xây dựng cộng đồng, làm video, rất nhiều thứ để kiếm, nhiều thứ để mình làm lắm, chứ không thiếu việc, đó, không thiếu việc đâu, mà vấn đề là mình có làm hay không thôi. Ok, nếu như mà admin có mở cái nhóm lớp học training đấy, anh mình có muốn tham gia không? Và cái đó tốn phí đấy. Ví dụ như vậy, admin đang suy nghĩ như vậy, chắc khả năng là sẽ có rồi. Nhưng mà bây giờ đang khá là bận, em muốn tham gia vào trong cái nhóm đó để mình tập trung làm triển khai đó thì sẽ ổn thôi. Cuối năm nay và năm sau là mình bắt đầu bùng nổ, và nó phải gì ạ? Thì phải tập trung. Gọi vào trong nhóm đấy, mấy cái nhóm này 100% anh em mà có ra kết quả mà đúng không ạ, nhưng mà những cái người mà đi về Mỹ ấy, thì nó lại rơi rụng hết, lúc nào vậy hết đúng không ạ. Nhưng mà nếu như mà mình không bao giờ mình học, mình không bao giờ tập trung làm ấy, cả một cuộc đời mình không bao giờ là có một cái sự nỗ lực và mình biết được những kiến thức như vậy, khó lắm. Cái bây giờ nói vậy, nói nhanh chóng như vậy, anh mình sẽ hình dung được ngay và anh mình chiến là sẽ được, nhưng mà để mà làm được thì không có đội nhóm, không có nhắc nhở, không có những người hỗ trợ là rất khó đúng không? Rất khó để mình kiên trì được, cực kỳ khó để kiên trì. Đây là cái mà admin thấy như thế, đúng không? Admin thấy như vậy. Và ok, bây giờ là ok, và bây giờ em có câu hỏi gì không ạ? Nếu không câu hỏi thì cái buổi chia sẻ này của mình sẽ tới đây là kết thúc đúng không ạ? Ok, nếu như mà anh em mình mà muốn tham gia đúng không ạ, muốn tham gia cái trend đấy thì khả năng mình sẽ có những cái form đăng ký từ bây giờ đúng không ạ, tầm vài tuần, một tuần nữa, chắc phải tầm tuần một vài tuần nữa thì mình sẽ có cái thông báo diện rộng để trend cái nhóm lớp như vậy, để mình đồng hành với nhau một năm luôn đấy, năm từ bây giờ đến năm sau luôn đó, học cực kỳ nhiều
Và còn cái nhóm như này thì mình sẽ tổ chức, cố gắng tổ chức thường xuyên. Từ cuối tuần thứ 6, 7, chủ nhật mình sẽ lên chia sẻ với dropship. Em này chia sẻ chung và nó không có thời gian để anh mình nói lan man, tại vì trên kênh For Free Center đã có rất nhiều kiến thức rồi, lên trên đó xem mà làm được. Đấy, lên xem mà chắc chắn làm được luôn. Ok, và nếu mà không ai có ý kiến gì thì xin chào và hẹn gặp lại, chúc em thành công nha. Đó, cố gắng kiên trì và xác định sản phẩm đi nha, cố gắng chỉnh tham marketing, có vấn đề gì khó anh nói vào trong nhóm. Ok, em cảm thấy buổi chia sẻ hôm nay tuyệt vời không ạ? Cho anh một đánh giá để mình có sự cố gắng hơn, một sự nỗ lực hơn trong những cái buổi chia sẻ sắp tới, đúng không? Tuyệt vời không ạ? Ok, và trong team thực chiến là phải như thế, như vậy nó mới chiến, đúng không ạ? Chứ không cứ xìu 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 chán lắm, đúng không ạ? Quá chán luôn. Ok, để cố gắng nha, đúng không ạ? Cố gắng nha. Và anh em mình á, mà muốn muốn trend, đúng không? Mình còn đây, gọi kiếm một cái nhóm trending cho mình vào ấy. Em mà chưa có ai mà vô tình hôm nay vào trong buổi, đúng không? Tất cả nhóm này là đều là nhóm trend mà, đúng không? Chứ đâu có ai ở trong nhóm thường đâu. Nhóm nhóm hỗ trợ ấy, nhóm support đấy, đúng không? Và em mình mới đưa cái nhóm 19 thôi. Đây, mình có thể vào đây. Đây. Mình có thể vào đây nha. Mình vào trong nhóm này, đúng không? Em click nhanh nhé, hoặc là lưu lại link nhanh nhé. Đấy, nhóm Zalo này. Để đó là mình có được một nhóm shopbot đó. Nhóm đủ thứ luôn, đúng không? Các bạn mình theo được không? Bắt đầu từ dropship là cái dễ nhất, thực sự luôn, chứ không phải nói làm dropship nói là dễ. Affiliate nó khó gấp 10 lần dropshipping. Tại vì Affi không cầm nắm được, không có rõ được sản phẩm. Và dropship đây này, đúng không? Sản phẩm rõ như này, ví dụ như vậy. Đó. Sản phẩm rõ là cái tai nghe phụ kiện, cáp sạc, cái gì đấy. Nó rõ một một, nó rõ như ban ngày ấy. Chỉ cần marketing thôi là được. Mà chúng ta không bán được thì thôi thua. Không. Kiểu như là không có biết cách nào, đúng không? Còn lại khi mà nắm được marketing thì cứ thấy mà bán hàng, cứ thấy mà kinh doanh thôi. Ok. Ok, anh mình tham gia hết cái nhóm đó nha. Khi mà tham gia thì tham gia nhóm đấy. Chia sẻ hơn, cho đấy xin được nhiều hơn. Ok. Và bây giờ mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại nha. Chúc các bạn thành công. Ok. Mình tắt nha. Nếu mà anh muốn vào nhóm thì import nha.